Không ai xem, một mình phát xem, một mình tự phát tự xem. Rồi tự phát tự xem luôn. Thằng dở tự phát tự xem luôn. À đây rồi, may quá, ít nhất là cũng có hai người vào xem rồi. Cảm ơn chị Hồng, cảm ơn chú Trần Minh. Chị Hồng nay có kịp lên tàu chưa? Chị Hồng nay có kịp lên tàu, kịp chuyến tàu mùa xuân 2024 chưa? Bốn người rồi. Xin chào chị Phạm, chị Phạm Chi. À không phải chị Phạm Chi mà chị gì Chi nhỉ? Đấy, nhiều người quá đâm là cũng nhiều người quá đâm là cũng không nhớ hết được mọi người đâu, không nhớ hết tên của mọi người đâu. À, chú Trần Minh Thái Bình, chị Phạm Hồng ở Phú Yên. À, chị Phạm Chi đúng rồi. À, chị Phạm Chi không biết nhớ tên quê ở đâu. Nay mọi người có kịp qua bị lỡ cái chuyến chuyến tàu mùa xuân 2024 không thì không biết được nữa. À, tối hôm nay thì sẽ không có nhiều tin mới đâu mọi người ạ. Nhưng mà tối hôm nay thì em Lai có một cái tiêu đề rất là hay. À, đó là nếu chúng ta không tự xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ xây chúng à, thuê chúng ta xây ước mơ cho họ. Cảm ơn Trần Văn Thanh Bình. Văn Thanh Bình. Chào anh Lai, cảm ơn Văn Thanh Bình. Vũ Quốc Hương, cảm ơn anh Vũ Quốc Hương. Nếu chúng ta không tự xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ thuê chúng ta đi xây ước mơ cho họ. Đấy, nếu chúng ta không chuẩn bị cho chúng ta một kế hoạch thì có thể chúng ta sẽ vào kế hoạch của người khác. Cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta không tự lập một cái kế hoạch cuộc đời cho chúng ta thì người khác sẽ lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta, mà chưa chắc người khác người ta đã lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta đâu. Đấy. Mình chào bạn Lai nhé. Cảm ơn anh Vũ Quốc Hương. Cảm ơn anh Phạm Văn Mừng. À, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Toàn những là cổ đông tâm huyết. Toàn những là cổ đông tâm huyết, những người có nhiều triệu cổ phần UST rồi. Xin chào em Bùi Hiếm, cổ đông tâm huyết Việt Kiều Nhật. Đi Nhật xuất khẩu lao động được bao nhiêu thì là nộp hết vào trong cái tập đoàn UST này. Chúc mừng em, một chàng trai rất là tuyệt vời, sở hữu nhiều cổ phần UST. Em chào anh nhé. À, ai mà cũng được nhiều cổ phần như Bùi Hiếm thì có mà Việt Nam mình giờ thì giàu to rồi. À, nhưng mà không phải ai cũng may mắn, không phải ai cũng may mắn biết đến UST đâu, không phải ai cũng hiểu được đâu, không phải ai cũng một tháng thu nhập được mấy chục triệu như Bùi Hiếm để mà sở hữu cổ phần UST đâu. Đấy, cho nên là chúng ta hãy trân trọng cơ hội này. Hôm nay hệ thống bị lỗi, một số anh em vào sau không kịp kích gói ưu đãi. Đúng rồi, mấy ngày hôm nay chứ đâu có phải một hôm nay đâu. Cảm ơn chị Bình Nguyễn. Hôm nay giờ này còn nhiều người còn đang bị nghẽn mạng. Đấy, đông quá mà. Bảo rồi, nước lên đến cổ thì đợi nước lên đến cổ mới nhảy. Người ta đăng ký thì người ta đăng ký sớm thì chờ cho đến tận 29 Tết. Cảm ơn Hương Lê, em chào anh Lai Loa Phường. Cảm ơn chị Tố Uyên. À, chào em Lai cùng cả nhà đang xem livestream nhé. Cảm ơn chị Tố Uyên, cảm ơn Hương Lê. À, mọi người đấy là hôm nay còn 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 chúng ta còn còn đang được hy vọng, đang được chờ đợi. Với ngày mai giả sử có hết khuyến mãi đi chăng nữa thì chúng ta vẫn còn được các gói phổ thông. Đấy, các gói phổ thông chúng ta vẫn được góp vốn các gói phổ thông. Đấy là vui rồi. Đấy, lo lắng nhất là ngủ dậy hoặc là 3 giờ sáng mà tự nhiên lại thông báo là tập đoàn nghỉ huy động vốn. Đấy mới gọi là choáng. Nếu mà mở mắt ra cái hoặc là 2-3 giờ đêm bắt đầu mở ra tin nhắn lên là tập đoàn nghỉ huy động vốn cái là buồn lắm. Cảm ơn chị Mã Thị Bích Thảo, Mã Thị Bích Hảo. Cảm ơn chị Dương Thị Phong, cảm ơn anh Nghĩa Cao, cảm ơn em Dương Thiên. Em đang nghèo lắm anh. À, thằng nhà quê mặc quần thủng đít đang cày bục mặt để gom cổ phần mong UST thành công để được nghỉ hưu non anh ạ. À, tuyệt vời, cảm ơn Bùi Hiếm. Cảm ơn em Lê Mơ.
À, 45 ngày vẫn chưa về sở hữu. Có cần phải làm gì không anh nhỉ? Chả phải làm gì cả. 2 tháng, 45 ngày là nhanh nhất và chậm nhất là 2 tháng. Bao giờ đến ngày thứ 61, 62 mà chưa thấy cổ phần về tài khoản thì bắt đầu lúc ý hãng sở bót. Đừng có lo gì cả, đúng không? À, biết đâu sau đêm nay hết cổ phần luôn thì sao, không nói trước được điều gì. À, cảm ơn em Bùi Hiếm, đúng vậy. Chắc chắn là cuộc vui nào thì cũng đến một lúc tàn. Huy động vốn 10 năm thì cũng đến lúc mà tập đoàn hết cổ phần, không có cổ phần nhưng mà chia nhau đâu mọi người ạ. Đấy thì tối hôm nay không biết là có ai lên đây giao lưu với em Lai không nhỉ? Em Lê Mơ thế nào? Em Lê Mơ ăn cơm chưa? Lên đây giao lưu với anh Lai nhỉ? À, một cô bé đồng hương cùng với em Lai. À, mọi người ạ. Thực tế thì ai biết đến UST thì cũng trước sau gì cũng yêu tập đoàn này. Đấy, không có lý do gì để không yêu cả, không có lý do gì để không tin cả, không có lý do gì để không sở hữu nhiều cổ phần của UST cả, và cũng không có lý do gì để không giàu cả. Đấy, biết đến UST là giàu rồi đấy, có cổ phần UST là giàu rồi đấy, giàu nhiều hay là giàu ít là do chính chúng ta là người quyết định. À, em chào anh ạ, cảm ơn em Lê Mơ. Biết đến UST mà chúng ta không trở thành triệu phú đô la là lỗi là do chúng ta, chứ không có phải đổ lỗi cho ai cả. Đừng đổ lỗi cho đài báo TV, đừng đổ lỗi cho chồng em, đừng đổ lỗi cho vợ em, đừng đổ lỗi cho đồng nghiệp của em, anh em bà con dòng họ nhà em, bố mẹ em, đừng đổ lỗi cho ai hết. Đấy, mà nếu như bỏ qua cơ hội này ấy, thì mai mốt sẽ tiếc, anh ngồi đấy tiếc. À, khi nào hết cổ phần gọi anh nhé. À, cảm ơn anh Sơn Liêm nhá, anh Việt Kiều Mỹ nhá. À, mục tiêu đã có, nghỉ huy động vốn là cổ đông UST, nâng ly được rồi. À, cảm ơn anh Lê Minh Chí. À, em chào anh Lai và cả nhà UST. Cảm ơn em Dương Thiên, cảm ơn Lê Mơ. À, tối hôm nay em Lai có một cái tiêu đề buổi livestream tối hôm nay rất là hay, mọi người có thể chia sẻ, dành cho chừng 2 phút mọi người chia sẻ thật là nhiều vào. Đấy, chia sẻ thật là nhiều vào mọi người ạ. Vì cái loa phường này phát thì nó chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi, nghỉ huy động vốn là hết phát rồi đấy. À, có nhiều lý do để không có cổ phần đó anh. Do bị mắc kẹt ở ba bài báo lá cải anh ạ. À, cảm ơn em Bùi Hiếm. Chính xác, Bùi Hiếm bình luận chính xác, có rất nhiều người là đọc báo lá cải là bỏ rơi cơ hội, đánh rơi cơ hội. Em nghĩ là tập đoàn sẽ thông báo trước cho đồng sở hữu trước khi kết thúc tài trợ vốn anh ạ. Ok, cảm ơn em. À, Văn Thanh Bình. Em nghĩ là tập đoàn sẽ thông báo trước cho đồng sở hữu trước khi kết thúc huy động vốn anh ạ. Cảm ơn em Văn Thanh Bình. Cảm ơn TT. Cảm ơn cô Trần Hằng. À, cái câu chuyện mà tập đoàn có thông báo trước hay không á thì chúng ta chưa biết được. Đấy, tất cả bây giờ là chúng ta chỉ có là hy vọng rằng, đúng không? Hy vọng rằng tập đoàn sẽ còn nhiều cổ phần để cho những ai mà mới biết đến UST á, thì đây là cơ hội để cho chúng ta gom thêm. Đấy, và nếu như những ai còn ít á mà chưa hiểu về tập đoàn, hoặc là chúng ta 3 năm qua chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, dịch bệnh nó xảy ra, suy thoái kinh tế đủ các kiểu, thế thì thu nhập nó không có mấy, ảnh hưởng đến công việc thì nó không có nhiều tiền dư, không có nhiều tiền dư thì lấy đâu ra nhiều tiền mà góp vốn sở hữu nhiều cổ phần. Thế thì đây là cái thời gian mà chúng ta mong muốn là nó dài ra để cho nhiều người còn đang được ít cổ phần thì đang mong muốn là sở hữu thêm. Đấy, cảm ơn Phan Ngọc Hân. À, cảm ơn em Phạm Thị Thu. Hello anh và cả nhà UST. À, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên để em có năng lượng em chia sẻ hết cho mọi người tối hôm nay này. Tiêu đề tối hôm nay, buổi livestream tối hôm nay đó là: nếu bạn không tự xây ước mơ cho mình, đúng không? Bạn không tự xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ thuê chúng ta đi xây ước mơ cho họ. Đấy. Nếu chúng ta không tự xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ bỏ tiền ra thuê chúng ta đi xây ước mơ cho họ. Nếu chúng ta không tự gì ạ, lên kế hoạch cho cuộc đời mình thì người khác người ta sẽ lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta, và chưa chắc họ đã lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta đâu mọi người. Đấy. À, trang Google được báo, đọc báo xong. À, cái gì đấy, có cái bình luận dài quá thế này mà chưa kịp đọc.
Tra Google đọc báo xong là đóng luôn cái não luôn, anh tự hào là ta đây khôn và còn tỉnh lắm nữa chứ. Cảm ơn em Hương Lê. Tuyệt vời, đúng, rất nhiều người là người thân anh em bạn bè gửi thông tin là không xem máy đâu. Đấy, quay ra là tra Google với lại tra YouTube với lại xem TikTok. Đấy, thế là đọc vài cái thông tin tốt thì không đọc. Quay ra đọc toàn những thông tin trái chiều với lại đọc toàn những thông tin Bộ Công an cảnh báo. Toàn những là đọc những cái thông tin là đa cấp lừa đảo bánh vẽ. Đấy, thế thì tự chúng ta đi tìm những cái đấy để chúng ta đọc đấy chứ. Đúng không ạ? Tại sao có những thông tin tốt, thông tin thật thì chúng ta không đọc. Thông tin đài của CNN của Mỹ người ta đăng bao nhiêu năm thì chúng ta không đọc. Thông tin đài của Trung Quốc người ta đăng lên, chính phủ Trung Quốc người ta đăng lên thì chúng ta không đọc. Thông tin của quốc vương Dubai của đất nước Dubai người ta đăng lên thì không đọc. Thông tin của Nhật đăng lên không đọc. Thông tin của Ấn Độ đăng lên không đọc. Nhiều lắm chứ, gần 200 cái đài các cơ quan của các quốc gia trên toàn thế giới cơ mà. Cảm ơn anh Trương Nông. Cảm ơn chị Anh Chi. Vui quá. Xin chào tỷ phú Lai nhé. Cảm ơn chị Ngọc Thức. Không biết phải chị Ngọc Thức hay là chị Ngọc Thúc. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Cảm ơn chị Nguyễn Thủy. Ồ, sao lại nhiều thế nhỉ? Mọi người ở đâu đây mà? Hà, Thúy, Phùng. Phùng Thúy. Phùng Thúy Hà. Cảm ơn chị Phùng Thúy Hà. Cảm ơn bạn Ngô Hải. Cảm ơn anh Hoàng Đen. Sợ nhất là không được nghe loa phường phát thôi. Lúc đó chắc rất nhiều cung bậc cảm xúc. Cảm ơn cô Trần Hằng. Ngô Hải vào cấp báo. Cảm ơn bạn Ngô Hải. Chúc mừng cho tất cả các anh chị em của chúng mình. Đầu tiên là chúng ta nắm giữ được cổ phần của tập đoàn khổng lồ cái đã. Cái thứ hai là cho dù có hết gói Happy New Year đi chăng nữa thì ngày mai chúng ta vẫn còn cơ hội để sở hữu thêm cổ phần. Đấy, cho nên là ai mà ví dụ mình cảm thấy là cổ phần mình còn ít á thì chúng ta nên có kế hoạch chuẩn bị. Đấy, làm cách nào đó để dùng đòn bẩy tài chính hay làm cách nào đó thì mỗi người chúng ta sẽ có cách giải quyết bài toán khác nhau để sở hữu cho mình một cái lượng cổ phần mà mình cảm thấy là hài lòng. Nhưng mà chúng ta chỉ đạt được những cái gì mà chúng ta khao khát, mong muốn và chúng ta quyết tâm hành động để có. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ có được cái gì mà chúng ta quyết tâm thôi, hành động. Đấy thì mới có được. Chứ còn nếu mà chúng ta mơ ước giàu thì cái đất nước Việt Nam này 100 triệu dân thì ai mà chẳng mơ giàu. Họ hỏi mà anh có muốn giàu không mà muốn. Chị có muốn giàu không mà muốn. Đấy, nhưng mà câu chuyện ở đây là có cơ hội thì có dám làm hay không? Đúng không ạ? Hay là chỉ muốn thôi. Nếu mà muốn mà được thì 8 tỷ người này người ta giàu hết. Có đúng không ạ? Muốn thì phải là gì? Muốn thì phải tìm cách. Còn không muốn rồi thì có hàng tỷ lý do anh không có tiền đâu, đợt này chị khó khăn lắm. Lắm chuyện lắm. Cảm ơn chú Thắng nhá. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Hải nhá. Em mới 90.000 cổ phần có giàu được không anh? 90.000 cổ phần là thành tỷ phú đô la gì, tỷ phú Việt Nam đồng lâu rồi. 90.000 cổ phần 92 18 95 45 2 tỷ 3 50 triệu. À quên, 2 tỷ. đúng rồi, 2 tỷ 3 50 triệu là thành tỷ phú đô la ngay tối nay rồi. À gì quên, tỷ phú Việt Nam đồng ngay tối nay rồi. Lên sàn 10 đô thì 2 tỷ 3 là thành 2 3 tỷ rồi. Chúc mừng nhá. Chúc mừng Hồng Vân nhá. Lên sàn 10 đô là 2 3 tỷ, mà lên sàn 100 đô là bao nhiêu? 2 3 tỷ nhân 10 lên là 230 tỷ. Được chưa? Vui chưa? Cảm ơn Bình Nguyễn nhá. Cảm ơn anh Hoàng Văn Quân nhá. Phải chi khi xưa đừng nghe VTV cảnh báo BTC lừa đảo thì em đã thành tỷ phú rồi. À cảm ơn em Bùi Hiếm. Tuyệt vời. Chúc mừng cho Bùi Hiếm nhá. Hiền Lý, hello anh Lai. Hello Lai nhé. Cảm ơn anh Hiền Lý. Chị Hiền Lý hay là anh Hiền Lý không biết được. À chào em Lai tỷ phú và cả nhà đang xem live stream buổi tối vui vẻ. Cảm ơn chị Hà Luyến. Tiêu đề tối hôm nay buổi live stream của em Lai chia sẻ với mọi người là như thế này. Đó là như thế này. Nếu chúng ta không tự xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ thuê chúng ta đi xây ước mơ cho họ. Đấy. Và nếu như chúng ta không lên kế hoạch cho cuộc đời mình thì có thể người khác người ta sẽ không bao giờ lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta đâu. Được chưa? Đấy. Cho nên là sao nay lại lấy cái tiêu đề như thế, vì cái câu nói hay của
những bậc tiền bối người ta đi trước, người ta để lại những câu nói hay, chúng ta phải chú ý đấy. Chúng ta nếu chúng ta không lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta thì đừng hy vọng người khác sẽ lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta mọi người ạ. Đấy. Nguyễn Thái Dương, cảm ơn anh Nguyễn Thái Dương, cảm ơn chị Mùng Phiến. Cảm ơn cháu Lai Tỷ Đô Tâm Đức. Cảm ơn chú Thắng Hà Nội, cảm ơn chị Bùi Quyên. Nếu chúng ta không tự xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ thuê chúng ta đi xây ước mơ cho họ. Nếu chúng ta không lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta thì có thể người khác người ta sẽ không lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta đâu. Bằng chứng là ai đã qua tuổi 40 á thì thử nghĩ lại xem có đúng không. Đấy, có đúng là cái câu nói của người đời đúng như thế không? Đấy, ai đã qua tuổi 40 thì chắc là sẽ hiểu. Nếu chúng ta không tự xây ước mơ cho mình thì có thể chúng ta sẽ dành cả cuộc đời mình để đi xây ước mơ cho người khác. Đúng chưa? Và nếu chúng ta không có kế hoạch cho cuộc đời của mình thì chưa chắc người khác người ta đã lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta đâu. Được chưa? Đấy, ai qua tuổi 40 thì tự nghĩ cái câu nói xem có đúng hay không. Có như vậy mới có cơ hội gặp được các anh chị tỷ phú UST chứ không là thành tỷ phú Bitcoin rồi. Cảm ơn em Bùi Hiếm, cảm ơn chị Phạm Lý. Cảm ơn, theo anh thì cổ tức sẽ bao nhiêu để em gom thêm? Cảm ơn Phạm Minh, cổ tức thì chắc chắn là sẽ nhiều rồi đó. Đó, còn cái câu chuyện là em bao nhiêu cổ phần mới là quan trọng. Đấy, cổ tức của một cái tập đoàn mà lớn nhất thế kỷ 21 thì chắc chắn là nó sẽ phải nhiều. Nó giống như câu chuyện là chúng ta thịt một con voi để đãi khách, nó khác hoàn toàn câu chuyện là mình thịt một con vịt để đãi khách. chú Lai năng lượng quá. Cảm ơn chị Mùng Phiến. Sao hôm nay Loa Phường TV lên sóng sớm vậy? Cảm ơn chị Đinh Thùy. Em đâu, hôm nay em còn lên muộn mấy phút ấy. Em lên livestream đúng lúc 19 giờ tối. Cảm ơn chị Đinh Thùy nhá. Ừ, cháu nói đúng, cô có con nó không tin. Là cô làm giàu được rồi. Cháu ơi, cô tự đau tự hơn bay 700 cổ thôi cháu ạ. 700 cổ sao cô còn ít thế, ít ra thì cũng phải cố lấy 200.000 chứ. Nếu em không dứt ra khỏi đít châu chắc đang ở gốc dạ cắn rơm anh ạ. Cảm ơn Bùi Hiếm. Cảm ơn anh Sáu Sơn La. Cảm ơn anh Hương Cao. Hello anh trai, cảm ơn anh Sáu Sơn La nhá. Tại sao em Lai lại nói cái câu là nói lại cái câu này của bậc tiền bối đi trước là tại sao chúng ta lại là nếu chúng ta không tự xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ thuê chúng ta đi xây ước mơ cho người khác. Đấy. Thế thì trở lại cái câu chuyện là nếu chúng ta không nắm giữ cổ phần doanh nghiệp thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta sẽ làm công nhân ở đâu đó. Đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ phải làm một cái công việc nào đó để miếng cơm manh áo, chúng ta vẫn phải làm một cái công việc nào đó. Đấy, có đúng không ạ? Thế thì trở lại cái câu chuyện là chúng ta làm chủ đồng tiền, tạo ra công ăn việc làm cho toàn cái thế giới này. Cả thế giới này có công ăn việc làm. Đấy, thế thì khi cả thế giới này có công ăn việc làm thì là chúng ta có tiền thôi, đúng không ạ? Có nhiều người năng lượng như chú Lai, cổ phần UST hết lâu rồi. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chị Mùng Phiến. Cảm ơn anh Trần Văn Tạo. Em chào anh chị em UST. Cảm ơn anh Trần Văn Tạo. Cảm ơn anh Phương Trường. Cô làm được hơn 700.000 cổ phần mà. Tuyệt vời. Đấy, thì chúc mừng cô nhá. Đấy, giờ nói 700.000 cổ phần nó khác, 700 cổ phần nó khác chứ. 700.000 cổ phần là cô Trương Nông này là đã có là bao nhiêu? 700.000 đô, 72147535 là 14 cộng với 35 tức là 17,5 tỷ. Ai già căng nhá. Tối hôm nay đang xem Loa Phường TV mà cô đang có tài sản là 17,5 tỷ nhá. Chúc mừng cô nhá. Lên sàn 10 đô thì cô có bao nhiêu? 175 tỷ. Còn nếu mà lên sàn 5 đô thì 175 tỷ chia đôi. 88 tỷ. Đấy. Căng nhá, chúc mừng cô nhá. Hello Trung Lai. Nhá.
chúc cả nhà một buổi tối nhiều năng lượng nhé. Cảm ơn bạn Lý Cảnh. Chị chào tỷ phú Trung Lai cùng anh chị em cổ đông UST nhé. Cảm ơn chị Đỗ Thành. Đỗ Thanh. À ơ, thế là hôm nay em cũng kích được gói nhỏ tiếp rồi. Cảm ơn chị Đinh Thùy. Tuyệt vời. Chúc mừng cho tất cả các anh chị em của chúng mình đã kịp sở hữu cho mình cổ phần ở giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 15, đặc biệt là sở hữu được cổ được cái phiếu Happy New Year, chiết khấu rất là cao, đúng không ạ? Cảm ơn anh Đỗ Trâm, cảm ơn em Quang Thiết. Quang Thiết ăn cơm chưa? Có lên giao lưu với anh Lai cùng với mọi người không nhỉ? Anh chị em cô chú nào mà muốn giao lưu thì mọi người lên đây. Đấy, lên đây để chia sẻ. Nếu mình nói cho người thân mình mà người ta chưa tin ấy, thì lên đây. Mình nói cho anh em bạn bè, bà con dòng họ mà nhiều người chưa tin thì lên đây. Mình nói cho cả nước biết. Đấy, nói cho toàn dân thiên hạ biết. Đấy, chứ giờ bụt chùa nhà không thiêng, mình nói anh em trong nhà bà con không tin thì mình phải nói với người ngoài chứ. Mang hôm nay bị sao mà cứ rớt. Anh ơi, cảm ơn Vũ Văn Thanh Bình. Mạng mấy hôm nay nó bị vậy đấy. Mạng mấy hôm nay bị vậy đấy, Văn Thanh Bình ạ. Cảm ơn Văn Thanh Bình nhá. Cảm ơn Đình Hùng. Cảm ơn chị Minh Hồng. Cảm ơn anh Hà Khoa. Nếu như anh chị em cô chú nào mà có thể lên đây giao lưu với em Lai cùng với mọi người thì mọi người cứ bấm vào nhá. Chị chào em Lai tỷ phú nhé. Chúc em và cả nhà UST buổi tối vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cảm ơn chị Tô Phương Lý. Cảm ơn Mai Đồng. Cảm ơn chị Nguyễn Trinh. Hiếu Hoan. Anh ơi, thanh niên chưa vợ, có con gần 3 triệu, anh thấy đủ chưa anh? Đủ thì chưa biết bao nhiêu cho nó đủ, nhưng mà anh cũng chúc mừng em. 3 triệu cổ phần là em đã có một khối tài sản khổng lồ và em đã nằm trong nhóm 1% giàu có nhất cái thế giới này rồi. Chúc mừng cho Hiếu Hoan nhá. Cô cảm ơn cháu Lai nhá. Cảm ơn cô Trương Nông. Chúc mừng cho cô Trương Nông và gia đình. Mặc dù em được gói nhỏ nhưng cảm thấy không làm mất cơ hội đáng quý. Cảm ơn Đinh Thùy, tuyệt vời. Anh nói sang tận London, biết rồi. Cảm ơn Đình Hùng. Tuyệt vời, đúng không ạ? Người Việt Nam chúng ta sinh sống ở các nước mà ở đâu chả có. Nhật có này, Bùi Hiếm ở Nhật này, Mỹ có này, London có này, Đức có này, Macau, Hồng Kông có này, trên toàn thế giới này đều có. Đấy mọi người ạ, cho nên là người ở trong nước mà chúng ta không nhận thấy thì Việt Kiều cũng gom hết mọi người ạ. Cảm ơn em Kiều Thu Hà. Kiều Thu Hà mà lên được thì em lên giao lưu với anh Lai cùng với mọi người nhá. Trần Văn Hoàng, em chào anh Lai, cảm ơn Trần Văn Hoàng. Chúc mừng, chúc mừng. Em mọi người thêm 2 triệu nữa. Ôi giời ơi, tuyệt vời. Cảm ơn Hiếu Hoàn nhá. Chúc mừng nhá. Quá tuyệt vời. Chào anh Lai tỷ phú năng lượng. Cảm ơn em Kiều Thu Hà. Cảm ơn em Cấn Hằng. Đường truyền ấy, đường truyền internet nó bị chậm, cho nên là thỉnh thoảng nó vẫn hiện lên ở trên trên điện thoại là đường truyền bị chậm. Mọi người thông cảm vì có thể mấy hôm nay do internet trên toàn thế giới nó có sự cố đấy, hoặc là ở Việt Nam chúng ta bị đứt cáp ngầm đấy, cho nên là nó mới chậm như vậy. Hello anh Loa Phường. Cảm ơn em Cấn Hằng. Cấn Hằng có lên giao lưu với anh Lai thì bấm vào nhá. Tối hôm nay có một cái tiêu đề rất là hay. Tiêu đề tối hôm nay là nếu chúng ta không tự xây ước mơ cho mình á, thì người khác sẽ thuê chúng ta đi xây ước mơ cho họ. Nếu chúng ta không có kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta thì có thể người khác sẽ không bao giờ lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta đâu. Đấy, và em lưu ý cái này là ai mà trên 40 tuổi ấy, thì cứ thử nghĩ xem có đúng hay không. Đấy, thử nghĩ xem có đúng hay không. Mọi người cứ thử nghĩ xem có đúng hay không. Đấy, người ta có thể là không bao giờ người ta lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta đâu. Được chưa? Có thể hôm nay còn tuổi trẻ, người ta còn thuê mình. Có thể hôm nay còn sức khỏe, người ta còn thuê mình. Đúng không ạ? Đây rồi, mời Quang Thiết nhá. Ok, chào chàng trai người dân tộc thiểu số nhá. Hà Khoa. Cảm ơn anh Vũ Ngọc Quyết. Toàn những người có cổ phần UST rồi. Càng quá, gặp toàn những là triệu phú đô la ở trong này thôi. Rồi, có hình không? Hay là lên được có mỗi cái tiếng thôi, không có hình. Alo.
thiết đâu, nói gì lên, anh chưa thấy gì đâu, chưa thấy hình, hình đâu, cần thiết thì thoát ra vào lại đi. Cảm ơn Nguyễn Duy, Duy Trung. Hình như mấy hôm nay Facebook nó vừa là đường truyền kém cộng với lại Facebook của em Lai hình như nó cũng bị bóp tương tác ấy. Mọi người có làm ơn chờ em Lai một chút để mời vài vị khách mời lên đây giao lưu với mọi người, nghe thằng Loa Phường nói lắm nó cũng nhàm. Thực tế thì em Lai đơn giản lắm mọi người, cực kỳ đơn giản. Cứ làm ít vài triệu cổ phần đi, xong rồi mọi mọi chuyện tính sau, tìm hiểu sau, suy nghĩ sau. Đấy. Cứ làm lấy vài triệu cổ phần đi xong tính sau. Giống như câu chuyện là mình đi ăn cỗ ấy, kiểu như vậy ấy. Mình ăn cho nó ấm bụng đi xong bắt đầu ngồi buôn dưa lê, thích nói gì thì nói. Đấy. Được chưa? Cứ phải thủ thân chứ, các cụ bảo rồi. Quân tử thì phòng thân mà tiểu nhân thì phòng bị gậy. Mình cứ thủ lấy ít cổ phần mặc kệ, ai làm gì thì làm. Ai tin thì tin, mà ai chưa tin thì kệ họ chứ. Đúng không ạ? Muốn giàu thì phải nhảy vào mà tìm hiểu chứ. Rồi xong luôn. Không có camera luôn. Thoát ra vào lại 3 lần mới được. Thoát ra vào lại 3 lần mới được. Cảm ơn chú Lưu Tân Bình. Thoát ra vào lại nhá. Hình như là Facebook đợt này nó bị bóc tương tác lắm rồi. Ok, lần này là được rồi đấy, quan thiết ạ. Đấy, lên luôn, lần này là được đấy. Hôm trước anh nhớ em Kiều Thu Hà cũng giống một lần như thế. Rồi, xong luôn. Không được luôn, không có hình luôn. Em có nhìn thấy anh không? Nếu mà nhìn thấy thì thoát ra vào lại lần nữa. Hello anh Lai, cảm ơn Vũ Ngọc Quyết. Nói gì thì nói, cổ phần này nó bây giờ còn không bao nhiêu nữa đâu, còn có ít nữa thôi. Cho nên là Loa Phường này cũng giỏi lắm, phát được vài tháng nữa là hết rồi đấy. Đấy, ai mà cứ chưa tin thì cứ ở ngoài đi làm khán giả đi. Còn ai tin rồi thì gom thêm đi. Đấy, gom hết khả năng đi. Đấy. Mai mốt ấy, rồi mọi người sẽ thấy khối người khóc, không có nước mắt mà khóc. Khóc mà không có nước mắt mà khóc. Đấy, chứ không phải đơn giản đâu, đến lúc có tiền không mua được đâu. Nên lúc này bảo ôi giời ơi, hôm nay tôi có tiền đây rồi, hôm nay anh có tiền đây rồi, hôm nay chị có tiền đây rồi, mua ở đâu? Mua thế nào được? Hết rồi. Đấy, chờ lên sàn đi, lên sàn mà mua. Lên sàn mà mua, mà lên sàn mà nó 20 đô một cái thì 100.000 cổ phần 2 triệu đô thì lấy đâu ra 50 tỷ để mua này. Em đang xào rau, điện thoại ra Loa Phường TV lên sóng phải làm món được nhanh chóng để nghe luôn. Em đang xào rau, em đang xào rau, mở điện thoại ra thấy Loa Phường TV lên sóng phải làm món được nhanh chóng để nghe luôn. Cảm ơn Đinh Thùy. Chúc mừng cho Đinh Thùy đạt 20 triệu cổ phần sớm nhất nhá. Cảm ơn anh Trần Trương. Gì Quang Thiết đâu, vào lại đi Quang Thiết ơi. Quang Thiết bấm lại vào lại đi lần này nữa là được đấy. Anh hy vọng là lần thứ tư quá tam ba bận là được đấy. Hôm trước em Kiều Thu Hà cũng 3 lần thì hôm nay em cũng 3 lần, đến lần thứ tư là được. Có một cái đó là rất là hay, đó là rất nhiều người cơ hội làm giàu như thế mà hờ hững được, bỏ qua được. Thế thì em cũng đến chịu. Nhiều người là nghèo 3, 4, 5 đời. Đấy, mà một cái cơ hội tốt như thế, một cái cơ hội để có thể là khởi nghiệp làm giàu được từ những đồng tiền nhỏ lẻ, từ một vài triệu thôi mà cũng sợ, cũng lo lắng. Sợ mất, sợ bị lừa đảo, sợ bị kiểu trời ơi đa cấp, bánh vẽ. Thế thì đấy là tự mọi người đánh giá bản thân mình đi chứ. Đúng không ạ? Chúng ta muốn giàu có mà. Chúng ta muốn kiếm tiền trăm mà, chúng ta muốn kiếm tiền tỷ mà, muốn kiếm tiền nhiều tỷ mà. Mà chúng ta không dám thử, không dám thử một vài triệu bạc tiền lẻ mà không dám thử. Thế thì chúng ta đánh giá bản thân mình quá bé mọi người ạ. Chúng ta muốn đi câu con cá mập thì chúng ta phải chuẩn bị một cái cần thật to. Đúng không ạ? Đi câu con cá được khoảng 10 kg, 20 kg mà mình làm cái cần câu giống như cái kiểu là cái cần câu tôm ấy. Cá nó cắn một cái, chưa cắn là đứt cả, gãy cả cần. Đúng không ạ? Mình muốn làm ăn với một cái tập đoàn khổng lồ, muốn kiếm tiền trăm, muốn kiếm tiền tỷ mà một vài tiền lẻ ra mà không dám bỏ ra. Các cụ bảo là gì? Đổi con sắt để bắt con cá rô, đúng không ạ? Cục đất ném đi thì cục chì ném lại. Bánh ích ra đi thì bánh quy quay lại.
Ông có con gà thì à gì, ông có chân giò thì bà thò trái rượu, muốn ăn thì phải là lăn vào bếp chứ, muốn giàu thì phải nhảy vào mà tìm hiểu mà làm giàu chứ, à mà làm chứ. Ai người ta làm giàu xong người ta mang tiền đến tận nhà người ta đưa cho mình. Rồi xong luôn Quang Thiết ạ, không có camera luôn Quang Thiết ạ. Quang Thiết thoát ra đi rồi em bình luận một cái đi, anh mời ngược lại xem có được không. Cảm ơn Nguyễn Hồng, cảm ơn chị Phạm Hoa, cảm ơn anh Trần Trương, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Nếu mà em chưa kịp mà chào ai mà bị lỗi ai á, sót ai á, thì mọi người thông cảm cho em nhá. Nguyễn Duy Trung, cảm ơn Nguyễn Duy Trung. Đâu Quang Thiết em bình luận một cái đi, anh nhìn thấy em anh mời em lên, hy vọng là được. Có cổ phần UST này là chúng ta giàu rồi đấy, giàu có rồi đấy mọi người ạ. Chị chào em like tỷ phú UST nhé, năng lượng quá. Cảm ơn chị Nguyễn Thường. Em thì rất là năng lượng, vui lắm. Cảm ơn anh Vũ Minh Phú nhá. Tại sao mà em năng lượng? Là vì em nhìn thấy cái thành công khi chúng ta nắm giữ cổ phần của tập đoàn này. Em nhìn thấy cái thành công khi chúng ta nắm giữ cổ phần của tập đoàn này. Em cũng nhìn thấy luôn được một cái, đó là có rất nhiều người có tiền mà không thể mà mua được. Đấy. Tại sao mà không thể mua được? Thứ nhất là người ta không được chia sẻ. Thứ hai là người ta được chia sẻ nhưng người ta lại không tin. Đấy, người ta lại tin ba cái kênh báo lá cải đấy, nhưng mà cái xác suất đấy nhiều người người ta không biết đến đâu, không được chia sẻ đâu mọi người ạ, không được ai nói đâu. Tại sao lại 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 như thế? Vì cái cơ hội này nó ở Việt Nam từ năm 2016 mà đến năm 2022 em Lai mới được biết, mà một người xa lạ chia sẻ cho em Lai biết đấy, chứ có phải người quen đâu. Trong khi đó bạn bè em Lai, anh em bạn bè người thân rất là đông. Facebook nói chỉ mình lo phường phát thôi. À, cảm ơn em Cấn Hằng, cảm ơn anh Nguyễn Liêm, cảm ơn anh Vũ Minh Phú. Tại sao em lại vui? Vì khi em nắm giữ cổ phần của tập đoàn VT này là em đã làm bài toán rồi. Em đã làm bài toán khi tìm hiểu về tập đoàn VT này rồi. Thứ nhất là công nghệ của tập đoàn là công nghệ vượt trội. Đã vượt trội. Vượt trội về chất lượng, vượt trội về giá cả, vượt trội về công nghệ, vượt trội về thời gian thi công, vượt trội về cái thời gian hoàn vốn. Rất nhiều thứ mà mọi người vượt trội. Và câu hỏi đặt ra là cái thế giới này người ta có sử dụng công nghệ của tập đoàn hay UST hay không? Thì đến bây giờ là 10 năm, chúng ta có thể thấy là trong năm 2022 là có bao nhiêu ạ? 52 cái hợp đồng. Đó, 52 cái hợp đồng. Và trong năm 2023 là lên đến khoảng 500 cái hợp đồng. 500 cái hợp đồng. Và cũng nhiều lần em chia sẻ với anh chị em cô chú mình rồi, đó là tập đoàn này không thiếu việc làm trong vòng 10 năm tới. 10 năm tới tập đoàn này không thiếu việc làm. Cũng nhiều lần em chia sẻ với mọi người là ông chủ đã lên tiếng hợp tác với tất cả các trường đại học trên toàn thế giới này từ năm 2022. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tập đoàn này có cái gì mà lại hợp tác với tất cả các trường đại học ở trên toàn thế giới? Đấy, thì chỉ một người chỉ cần là một đứa trẻ con thôi nó cũng nghĩ ra, đó là cái tập đoàn này nó khổng lồ rồi. Nếu như không khổng lồ làm sao mà hợp tác với tất cả các trường đại học trên toàn thế giới được, đa ngành nghề khổng lồ đấy. Và cả thế giới này người ta đang hợp tác với tập đoàn VT, tất cả những doanh nghiệp lớn ở trên thế giới này hợp tác với tập đoàn VT. Vậy thì chúng ta nắm giữ cổ phần của tập đoàn này thì chúng ta sẽ thắng lợi lớn đấy. Cảm ơn em Đầm Nhung, tôi thà mất 500 triệu thôi xem đó là một bài học. Còn bác ông sợ mất 100 đô, đời các ông không ngóc đầu. Cảm ơn anh Hiếu Hoan, cảm ơn anh Nguyễn Đình Trung, chào anh Lai tỷ phú, cảm ơn Đầm Nhung. Tại sao em lại vui? Thì em đã thấy được là thế này, thế giới này có 8 tỷ người, hơn 8 tỷ người. Đấy, hơn 8 tỷ người. Nhưng sẽ không bao giờ vượt quá được 2 triệu người nắm giữ cổ phần của tập đoàn này. Không bao giờ vượt quá được 2 triệu người nắm giữ cổ phần của tập đoàn này. Vì sao? Vì sao mà em nói điều đó? Vì tập đoàn này huy động vốn từ năm 2014 cho đến giờ là 10 năm đúng không ạ? Tổng số cổ phần huy động vốn trên toàn thế giới là 147 tỷ.
Tính đến thời điểm này, tổng số những nhà đầu tư trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam chúng ta, thì chưa vượt ngưỡng 700.000 người. Chưa vượt ngưỡng 700.000 người. Được chưa? Cho nên là nếu như ai nắm được những cái thông số đó thì mọi người mới thấy là em Lai nói đúng. Đấy. Còn một cái tập đoàn ấy, nó cái cổ phần cổ phiếu của chúng ta mai mốt nó lên sàn chứng khoán nó cũng được giá cao hay không ấy, thì xin thưa với mọi người, cái tập đoàn VT này mọi người có mong nó thấp cũng không thấp được. Mong cổ phần của tập đoàn VT mà lên sàn mà giá thấp cũng không thể thấp được. Tại vì sao? Tại vì hệ sinh thái của tập đoàn rất là khổng lồ. Tập đoàn có sản phẩm ô tô điện, ô tô cho người khuyết tật, ô tô cho người bình thường, ô tô tải đầu đầu kéo container rơ móc và rơ móc đúng không ạ? Có cả là máy cày máy máy bừa bằng điện luôn mà ạ. Đó, rồi máy bay điện, tàu điện, tàu chở người, tàu chở hàng. Rồi gì ạ? Công nghệ tàu siêu tốc 1.250 km/h, công nghệ Spaceway, công nghệ vũ trụ, công nghệ xây dựng các thành phố tuyến tính, công nghệ mồn vi sinh, công nghệ kính chân không, công nghệ motor điện, công nghệ cầu cảng biển siêu nhẹ, và còn rất rất nhiều những cái công nghệ khác nữa. Đấy, thế thì không có lý do gì để cổ phần VT lên sàn mà giá thấp cả. Cho nên là khi mà em nắm được những cái thông số đó mọi người, thì không cần phải ai giải thích, em tự biết là cổ phần VT này sẽ là rất giá trị. Và khi chúng ta đã biết nó là giá trị rồi thì không cần phải quan tâm ai nói gì, vì chúng ta cần phải tự mình đi xây ước mơ cho mình, đúng không ạ? Nếu chúng ta không tự mình xây ước mơ cho mình á, thì người khác người ta sẽ thuê chúng ta đi xây ước mơ cho họ, được chưa? Nếu chúng ta thấy đây là một cơ hội tốt mà chúng ta không nắm giữ cổ phần UST á, thì chúng ta đi làm công việc khác á, chúng ta cũng là đi kiếm tiền mà, kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Cảm ơn Nguyễn Lý Mai Phương, cảm ơn cô Phan Lịch, cảm ơn Huyền Linh, cảm ơn Hồng Sinh, áo dài Thanh Vinh, cảm ơn áo dài Thanh Vinh nhá. Cảm ơn Thị Thương, em like á, thì Phạm Thị Lan, cảm ơn chị Phạm Thị Lan nhá, cảm ơn tất cả mọi người nhá, cảm ơn Lê Hải. Em like á thì em like ăn nói nó hơi vô duyên nhưng mà nói thẳng nói thật đấy, sự thật thì nó hơi phũ phàng mọi người ạ, sự thật thì nó hơi phũ phàng. Mọi người có ghét, mọi người có chê, mọi người có khinh cái cụ đó chứ, em phải nắm giữ cổ phần cái tập đoàn này để em phải lo cho gia đình em chứ, em phải lo cho con cháu của em chứ, em phải lo cho người thân của em chứ, được chưa? Mọi người thử nghĩ xem, hôm nay á là rất nhiều người, người ta còn cười, người ta còn khinh, người ta còn chê, người ta còn đủ kiểu á, nhưng mà đặt ra câu hỏi đi, mai mốt lên sàn ấy, 5 đô 10 đô đi, 20 đô đi, có cười được không, có há được mồm ra để mà cười không? Nào mọi người thử nghĩ xem, nào mai mốt lên sàn 10 đô thì lúc ấy nói thế nào, lúc ấy quay ra bảo ôi trời ơi, ngày xưa mà vợ anh mà nó không can anh, ngày xưa mà chồng em mà không can em, ngày xưa mà các con em mà nó không can, và ngày xưa bố mẹ em mà không can. Đừng đổ lỗi cho những người xung quanh, nếu như đổ lỗi cho ai thì hãy đổ lỗi cho chính mình đấy, được chưa? Đừng đổ lỗi cho tivi đài báo, người ta nói thế này người ta nói thế kia, vì bản thân ấy, TV, đài báo, các kênh truyền thông ấy, người ta cũng chỉ có trách nhiệm là đưa tin thôi. Chứ người ta không có trách nhiệm là để mà tôi phải mang ra, tôi phải vạch ra, tôi phải thông báo cho các ông là đây là tập đoàn này là tập đoàn thật này, tập đoàn này là tập đoàn giả này, tập đoàn này là tập đoàn nên tham gia và tập đoàn này là tập đoàn không nên tham gia, tập đoàn này là tập đoàn vi phạm pháp luật và tập đoàn này là không vi phạm pháp luật. Ai người ta có trách nhiệm đấy đâu. Kênh truyền thông nó là kênh truyền thông, đúng không ạ? Cái câu chuyện là ai vi phạm pháp luật ấy, nó là của các cơ quan thi hành pháp, đúng chưa? Đấy, cho nên là nhiều lúc em lên đây livestream là em cứ phải chia sẻ luôn, là vì người dân Việt Nam chúng ta nghe đến đa cấp là người dân Việt Nam chúng ta là ác cảm, rất là sợ. Nhưng mà đâu có biết đâu, tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta đi mua đều là đa cấp, từ là gói thuốc lá đa cấp, kem đánh răng đa cấp, cái bát cái đũa đa cấp, gói xà bông chai dầu rửa chén đa cấp, gói băng vệ sinh đa cấp, bao cao su đa cấp, quần áo giày dép đa cấp, xe đạp xe máy ô tô đa cấp hết. Tất cả những cái gì mà chúng ta mua mà do doanh nghiệp, công ty, tập đoàn sản xuất đều là sản phẩm đa cấp, đều là sản phẩm đa cấp. Tất cả những cái hàng nào mà do công ty, doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất đều là sản phẩm đa cấp. Không có một cái công ty nào, tập đoàn nào, doanh nghiệp nào là tập đoàn đơn cấp cả. Đấy. TV sẽ không nói điều đó, trên đài báo cũng sẽ không nói điều đó, mà chỉ có em live nói thôi.
Vì em đã ngâm cứu cái này từ lúc em mới học lớp 1, à xin quên, vào lớp 1, từ cấp 1. Đấy, em đã ngâm cứu rồi. Vì em có tư duy phản biện, ai nói cái gì ra là em sẽ đặt câu hỏi ngược lại. Đấy, ví dụ em nghe đài báo TV nói là đa cấp, thế thì em lại đặt ra một cái tư duy phản biện, thế thì thế nào là đa cấp, rồi thế nào là đơn cấp, rồi thế nào là đa cấp không biến tướng, thế nào là đa cấp biến tướng. Em sẽ đi tìm câu hỏi và đi tìm câu trả lời, không cần phải là mọi người, không cần phải giải thích, kể cả tập đoàn VT này, thế thôi, ai nói gì mặc kệ mọi người. Em tìm hiểu tập đoàn em biết chứ, những cái thông tin nào mà em nghi ngờ là em sẽ tự đi tìm hiểu, được chưa? À cảm ơn chị Hà Thảo. Ai chê vì họ chưa hiểu về tập đoàn VT, hiểu về tập đoàn anh ơi. À cảm ơn chị Anh Chi. À thích rồi đấy. À cảm ơn áo dài Thanh Vinh. Ai chê cứ việc, cô cháu mình gom thêm cổ phần thôi. Cảm ơn cô Phan Lịch. Nhiều người chê nhưng mà không phải hoàn toàn tất cả ai chê cả. Nếu như ai chê làm sao mà chúng ta có cộng đồng 400.000 người được, có đúng chưa? Nếu ai chê làm sao mà có cộng đồng 400.000 người ở Việt Nam chúng ta được. Đấy, còn ở góc độ nhìn, góc độ tích cực ấy, thì em lại rất là thích, rất là vui, rất là hạnh phúc. Đấy, rất là vui, hạnh phúc vì chúng ta nắm giữ được cổ phần của tập đoàn này. Bản thân em lại thế, rất là vui. Nhưng cuộc sống nó sẽ không bao giờ có sự công bằng. Cuộc sống sẽ không bao giờ có sự công bằng. Được chưa? Cổ phần này có tốt đẹp cỡ mấy thì cũng không thể mà 100 triệu dân Việt Nam ai cũng có được, 8 tỷ người ai cũng có được, không có cái chuyện đó. Không có chuyện đó đâu, được chưa? Cứ đừng có tưởng là tôi có tỷ ấy, tôi có 10 tỷ, tôi có 100 tỷ mà tôi có cổ phần, không có đâu, được chưa? Với lại là có phải ai cũng hiểu được cái câu chuyện là nắm giữ cổ phần doanh nghiệp đâu, có phải ai cũng hiểu được câu chuyện là thế nào là cổ tức đâu, thế nào là cổ đông đâu, thế nào là cổ phần đâu, thế nào là cổ phiếu đâu, thế nào là đòn bẩy IPO đâu, đâu có phải ai cũng hiểu chuyện đó. Số đông là người ta sẽ muốn an toàn. Đấy, số đông là người ta sẽ muốn an toàn, được chưa? Anh ơi, dành nhưng còn bò vắt sữa. Chờ anh em mình giàu mới vào lúc đó còn cái nịt. Cảm ơn Hiếu Hoan. Anh nói chuẩn, cảm ơn em Kiều Thu Hà. Các cổ đông ST đều gia tăng cổ phần. À, tuyệt vời. Cảm ơn em Kiều Thu Hà. Cảm ơn anh Hoàng Bốn. Thậm chí có người còn bán đất để dịch chuyển sang cổ phần UST. À, cảm ơn em Kiều Thu Hà. Trong đó có anh Lai nhá, em Kiều Thu Hà nhá. Anh sẵn sàng bán đất luôn rồi bán bỏ cả ô tô luôn. Ô tô thực tế thì nó cũng chỉ là một cái phương tiện thôi. Nó cũng chỉ là một cái phương tiện để cho chúng ta đi làm thôi. Ô tô hay xe máy thì nó cũng chỉ là phương tiện. Mà chúng ta cần cái phương tiện để làm gì? Để đi làm cho nó, thứ nhất là nó an toàn hơn. Đi ô tô thì nó sẽ an toàn hơn là đi xe máy. À, nó có nhạc để nghe, à, nó có máy lạnh để chúng ta mát. Đấy. Và nó ô tô thì nó có kính đúng không ạ? Nó đỡ bụi, nó an toàn hơn là đi xe máy. Nhưng đồng nghĩa với việc là chi phí thì nó cũng rất là cao. Nuôi một cái ô tô một tháng mọi người chi phí đâu đó khoảng từ rẻ thì cũng từ 5 triệu. Đấy, trung bình nó khoảng từ 7 đến 10 triệu. Nuôi ô tô đấy, được chưa? Vậy thì giả sử một tháng 7 triệu đi thì một năm là bao nhiêu? 12 tháng 84 triệu. 84 triệu. Thế thì 3 năm, 3 năm 84 thì nó thành bao nhiêu? 38 24. 34 12 thì nó ra thành 252 triệu. Đấy, 3 nuôi một ô tô thì 3 năm nó sẽ chi phí hết khoảng 252 triệu thì nó tương đương với 10.000 đô. 10.000 đô thì tại sao mình không lấy luôn cái 10.000 đô đấy, mình nhấc sang bên này mình làm lấy triệu cổ phần. Triệu cổ phần đấy tự nhiên mình có bao nhiêu? 25 tỷ. Tài sản bé nhất 25 tỷ. Thế thì nếu như 3 năm mà mình dùng ô tô mà mình đi làm thì mình có kiếm được 25 tỷ hay không thì khả năng không kiếm được. Vậy thì tại sao chúng ta không chọn một cái cách dễ hơn, đó là bán cái ô tô đi, nắm giữ 1 triệu cổ phần, có ngay 25 tỷ, có đúng chưa? Lên sàn 10 đô có 250 tỷ, lên sàn 5 đô thì 175 tỷ đấy. Cái đấy thì đâu cần phải trình độ đại học, cái đấy chỉ cần trình độ lớp 4, lớp 5 là giải quyết được rồi, có đúng chưa? Một cái ô tô thì cũng chỉ loanh quanh là cái phương tiện đi làm thôi mà. Và chúng ta đi làm một năm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Đấy, câu chuyện nó là ở đấy. Cảm ơn chị Nguyễn Hòa. À, giờ bán một xe, sau vài năm nữa mấy chục siêu xe. À, cảm ơn cô Phan Lịch. Đấy, cho nên là khi tìm hiểu về tập đoàn VT này á, thì em Lai thấy đây thật sự là cơ hội tốt.
quá tốt, có thể nói là cơ hội tốt nhất trong cái thế kỷ 21 này. À, tại sao mà tốt? Vì cái tập đoàn này quá khổng lồ. Cái tập đoàn này sản phẩm dùng trên toàn thế giới này đang cần, rất cần. Sản phẩm của tập đoàn WT giải quyết được tất cả những cái vấn nạn của cái thế giới này đang cần, đang đau đầu. Vấn nạn tai nạn giao thông trên toàn thế giới, một năm hy sinh mất khoảng 1,4 triệu, 1,4 triệu người. 10 năm 14 triệu, 100 năm 140 triệu người hy sinh về tai nạn giao thông. Vấn nạn thứ hai đó là vấn nạn tắc đường. Ở Việt Nam tắc đường, ở trên toàn thế giới tắc đường, ở Hà Nội tắc đường, Hải Phòng tắc đường, Thành phố Hồ Chí Minh tắc đường, Đà Nẵng tắc đường, tất tần tật chỗ nào cũng tắc đường. Đấy, được chưa? Tai nạn giao thông gây hy sinh con người rồi, tắc đường gây gọi là ô nhiễm, đúng không ạ? Gây làm gì ạ? Chậm và chậm cái sự phát triển của nền kinh tế, lưu thông hàng hóa, làm mất thời gian của những cái người đi ở trên dọc đường, đúng không ạ? Đi làm, đi chơi hoặc là đi bệnh viện, đi đâu đó mà bị tắc đường bực bội lắm chứ. Đó, giải quyết vấn đề tai nạn giao thông, giải quyết vấn đề tắc đường, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước. Đấy, và còn rất nhiều những cái vấn đề khác nữa. Đó, cảm ơn chị Cấn Thu, cảm ơn anh Trịnh Tuấn. À, chào em Lai tỷ phú, cảm ơn chị Cấn Thu. À, chị chào em Lai tỷ phú UST, chia sẻ rất hay và thật. À, cảm ơn chị Trương Lan. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, thực tế thì em Lai không phải là một cái con người hướng ngoại đâu. Em Lai không phải là một cái con người mà thích mang mình là lên mạng xã hội, à, đứng trước đám đông đâu. Không phải thế. Em không phải là một cái người thích thể hiện đâu, mọi người ạ. Nhưng mà có một cái, nếu như mà em nằm em suy nghĩ thế này này. Nhà mình rất là nghèo, nghèo 3-4 năm đời rồi, được chưa? Nhưng mà xung quanh mình á, những người xung quanh mình á, cũng rất nhiều người nghèo giống mình. 3-4 năm đời nay họ cũng chả có cơ hội gì cả. Cuộc sống của họ tối tăm, tương lai của họ mù mịt. 10 năm nữa mù mịt, 30 năm nữa mù mịt, 50 năm nữa mù mịt, 100 năm nữa vẫn mù mịt, mọi người ạ. Vậy biết đến cơ hội UST này là cuộc đời em coi như được sinh ra lần thứ hai. Và em tin chắc chắn là nhiều người cũng đồng quan điểm với em, giống suy nghĩ của em. Biết đến cái cơ hội này, cuộc đời giống như được sinh ra lần thứ hai. Được chưa? Và chúng ta là những người may mắn. Vậy tại sao chúng ta không mang cái may mắn của chúng ta cho mọi người xung quanh chúng ta, chia sẻ cho những người xung quanh của chúng ta, đúng không? À, người Việt Nam chúng ta không chia sẻ cho nhau thì người khác người ta ăn hết chứ. À, bên Trung Quốc, ở bên Thái Lan, 8 tỷ người, hơn 200 quốc gia, người ta ăn hết, người ta chia nhau hết chứ. Thì đây là cơ hội tốt để cho nhau đấy. Được chưa? Cho nhau cái thông tin này. Lê Thị Mai, cảm ơn chị Lê Thị Mai nha. May mà anh Lai biết đến UST muộn, chứ nếu biết sớm, giờ hết cổ phần rồi. À, cảm ơn Quang Thiết. Quang Thiết cũng hay đấy. Em Lai mà biết cái UST này chắc từ năm 2017, 18, 19 giờ thì chắc bây giờ chắc cũng nhiều cổ phần lắm rồi đấy mọi người ạ. Chắc khủng khiếp lắm rồi đấy. Cũng may là biết muộn đấy. À, biết đúng lúc mà còn không có tiền mấy đấy. Không có tiền mấy thì mới phải bán đất chứ, không có tiền mấy thì mới phải bán ô tô chứ, nếu mà có nhiều tiền cần gì mà phải bán, đúng không ạ? À, cảm ơn cô Trần Hằng. À, một năm em mất đi cả bố lẫn mẹ từ khi em biết UST là không để mất cơ hội nữa đâu. Một năm em mất đi cả bố lẫn mẹ từ khi em biết đến UST là không để mất cơ hội nữa đâu. Chia buồn với em Đinh Thùy. Chúc mừng cho em sẽ sở hữu được nhiều chục triệu cổ phần UST và giúp đỡ được cho rất những nhiều người xung quanh em biết đến cơ hội này và sở hữu được cổ phần UST. Cảm ơn chị Nguyễn Hải. Đó. Và em Lai có chia sẻ với mọi người rồi, đúng không ạ? Cổ phần UST này này sẽ không đủ để chia cho cả 100 triệu dân Việt Nam chúng ta đâu, mọi người ạ. Vì 8 năm ở đất nước Việt Nam chúng ta mà mới chưa được 500.000 người. Số cổ phần còn lại của giai đoạn cuối cùng 15 này còn rất là ít. Rất là ít mà cũng chưa biết là hết lúc nào. Đó, em chỉ hy vọng là những ai mà giờ còn ít cổ phần ấy, thì hãy nghĩ cách nào đó để chúng ta sở hữu thêm cho mình một cái lượng cổ phần mà mình mong muốn, mình khao khát. Những ai ngày hôm nay mới biết đến UST ấy, thì hãy tìm hiểu. Hãy dành ra một khoảng thời gian, một vài tiếng đồng hồ. Thật là nghiêm túc để tìm hiểu. Vì sao? Vì chúng ta làm giàu nó là
một cái công việc quan trọng. Kiếm tiền nó là một công việc quan trọng, chứ nó không phải là chúng ta chơi cầu lông, hay là nó không phải là chúng ta chơi giải trí đánh cờ hay là gì đá banh, chơi thua thì thua, được thì được, không phải thế. Nó không phải là một trò giải trí, mà nó đây nó là hẳn nó một công việc nghiêm túc. Đó, chính vì đó là một công việc nghiêm túc thì chúng ta cần phải nghiêm túc với nó. Chúng ta phải tìm hiểu xem đây có phải là một cơ hội tốt hay không, đây có phải là một cơ, có phải là xứng đáng một cơ hội hay không để chúng ta quan tâm đến nó hay không, và chúng ta đồng hành hay không. Đấy, bản thân em Lai đã tìm hiểu về tập đoàn cũng rất là nhiều. Tự em ra, tự mình đi bới móc thông tin ra. Ví dụ như là mình nghe đài báo TV Việt Nam nói thế này, nói thế kia thì mình cũng cần vào mình xem là cái người viết bài là ai, phóng viên ai, nhà báo ai, hình ảnh lấy ở đâu, video lấy ở đâu, đúng không ạ? Video lấy ở đâu, hay là video cắt ghép ở đâu, tư liệu cắt ghép ở đâu. Đấy, em Lai là em Lai có tư duy phản biện mà. Đấy, vào hết báo Việt Nam hay là báo thế giới, mình cũng cần phải có những thông tin dữ liệu, nó có nguồn hết. Ví dụ như là một cái kênh nào đó người ta đưa thông tin thì mình cần phải xem cái nguồn người ta lấy ở đâu, thông tin lấy ở đâu. Đấy, kim chỉ nó có đâu mà. Được chưa? Cháu Quang Thiết rất năng lượng mà không lên chia sẻ để anh em cổ đông ST thêm động lực nhỉ. Cảm ơn cô Trần Hằng. Quang Thiết lên nhưng mà hôm nay không biết Facebook nó không cho camera cô Trần Hằng ạ. Cảm ơn cô Trần Hằng rất là nhiều. Huỳnh Thắm, chị hello em, số hư sau trên triệu cổ phần rồi. Chị hello em, chị sở hữu 6 triệu cổ phần rồi. Tuyệt vời quá. Cảm ơn chị Huỳnh Thắm. Đấy, 6 triệu cổ phần đấy mọi người, không phải ít đâu, 6 triệu đô đấy, 62, 12, 65, 30, 15 tỷ. Úi dồi ôi, ngon nhá. 6 triệu đô là 150 tỷ. Tài sản bé nhất tại tối nay, 150 tỷ. Đấy, lên sàn 10 đô thì có bao nhiêu? 150 tỷ nhân 10 là 1.500 tỷ. Nếu mà lên 20 đô thì 3.000 tỷ. Úi dồi ôi, chúc mừng nhá, chúc mừng cho chị Huỳnh Thắm nhá. Cảm ơn anh Phương Văn Ninh. Cảm ơn chị Ngân Giang, tiếc quá em Lai ơi, mua vụng vợ được mỗi gói vinh danh thôi, muốn gom thêm, muốn gom tiếp nhưng bị trói tay mất rồi. Cảm ơn anh Ngân Giang nha. Cũng tuyệt vời rồi, thế là em thấy cũng tuyệt vời rồi. Nhưng mà em nghĩ là khi mà anh khao khát á, anh mong muốn, thì em tin là anh vẫn có giải pháp để anh giải quyết. Đấy, vì thứ nhất là đàn ông mà, đàn ông thì mạnh mẽ hơn đúng không ạ? Và khi mà chúng ta khao khát, chúng ta quyết tâm ấy, thì em tin là có thể anh sẽ sở hữu thêm được rất nhiều, chứ không ít như vậy đâu. Khi mà chúng ta quyết tâm thì chúng ta sẽ làm được. Chúng ta có khao khát, chúng ta sống với một cái vĩ đại. Anh hãy tưởng tượng là nếu như anh có 3 triệu cổ phần thì anh sẽ vui như thế nào. Đấy, nếu như anh có 3 triệu cổ phần thì anh sẽ làm được những cái việc gì tốt đẹp cho cái cuộc đời này. Nếu như chúng ta chỉ lo cho bản thân mình á, em Lai chỉ lo cho bản thân mình thôi á, thì em chỉ cần 2 triệu cổ phần thôi là khỏi live stream, khỏi nói đâu, nói là để bạn bè người thân, anh em bà con họ hàng người ta ghét. Đấy, người ta cười, người ta khinh, người ta chê, người ta bảo thằng này làm đa cấp, thằng này tivi đài báo người ta đã nói đa cấp rồi mà còn làm, cảnh báo rồi mà còn làm, kiểu như vậy. Đấy, nếu chỉ lo cho bản thân mình thì em mặc kệ, trả live stream, làm 2 triệu cổ phần, đi ngủ, ai làm gì thì làm. Được chưa? Nhưng mà muốn cho mọi người giàu lên, đúng không? Muốn có nhiều triệu cổ phần, đấy, muốn giàu lên để giúp đỡ được nhiều người xung quanh mình, làm được nhiều điều tốt đẹp trong cái cuộc đời này. Đấy, thế thì không có sợ gì nữa. Đấy, đây là công việc. Đấy, em Lai sẵn sàng khi đồng hành cùng với UST, em sẵn Lai là chọn cho mình là gắn bó với tập đoàn này hết phần đời còn lại. Đấy, hết phần đời còn lại gắn bó với tập đoàn này. Được chưa? Kể cả mai mốt tập đoàn nghỉ huy động vốn cổ phần gốc thì việc làm trong vòng 10 năm tới cũng làm không hết việc. Còn huy động vốn cho các dự án nữa, mọi người cứ yên tâm. Hết huy động vốn cổ phần gốc thì những cái đợt sau huy động vốn cho các dự án trên toàn cầu làm không hết việc. Cảm ơn anh chú Chiêm. Cảm ơn chị Dương Hà. Xin chào em Lai Loa Phường và cả nhà yêu UST buổi tối tràn đầy năng lượng. Cảm ơn chị Dương Hà. Có khao khát thì... có khao khát thì cái gì đây? Chạy mất rồi. Chỉ có trời sập mới cản được.
À, cảm ơn em Quang Thiết, cảm ơn chị Vũ Ngát. À, đúng, Quang Thiết nói đúng đó. Có khao khát thì chỉ có trời sập, không có cản được đâu. À, đúng không? Tại sao em đang đi làm bằng ô tô mà em bán bỏ ô tô đi em sở hữu cổ phần? Đi làm bằng cái xe máy cà tàng mua từ cái năm 2000 hồi đó. Tại sao? Tại vì có khao khát đủ lớn. À, có khao khát đủ lớn. Tại vì là mình nhìn thấy câu chuyện là mình sở hữu vài triệu cổ phần thôi thì mai mốt lên sàn 10 đô mình có bao nhiêu tiền, không? Và tại sao chúng ta nhìn thấy, chúng ta hiểu năng chúng ta có thể sở hữu được, chúng ta có thể làm được mà chúng ta không làm, đúng không? Thế thì lỗi do chúng ta chứ còn lỗi cho ai, nó đổ lỗi cho ai, đúng không? Chúng ta có thể làm được thì mình làm thôi. Đấy, cơ hội có thật, không vi phạm pháp luật, thế là làm thôi, không có sợ gì cả, được chưa? À, nhà đầu tư của cô ở Hà Nội mới biết 4 tháng mà cũng mua dấu vợ 500 ngàn cổ phần rồi, đang lo hết cổ phần. Có rất nhiều nhà đầu tư cổ phần UST là một thì giấu vợ mà hai thì giấu chồng, nhưng mà cái tỷ lệ mà giấu vợ thì ít hơn là tỷ lệ giấu chồng, vì phụ nữ á, thì thường thường là người ta hay bị chồng ngăn cản, đúng không? Đó, trong đội nhóm em like thì cũng có vài người là phải giấu chồng đấy, phụ nữ mà phải giấu chồng đấy mọi người. Thực tế thì nhiều người đàn ông người ta cũng gì ạ, người ta cũng không tin đâu, khi mà nghe tivi đài báo mà nghe thấy cảnh báo đa cấp lừa đảo thì người ta sợ lắm, đúng chưa? Đúng chưa? Nghe đấy, 10 người mà nghe thấy là đa cấp lừa đảo sợ lắm. Đấy. Nhưng mà em like thì em like để quan tâm đến cái gì? Em like quan tâm đến là nó có vi phạm pháp luật hay không? Sản phẩm có thật hay không? Con người có thật hay không? Đấy, những cái sản phẩm của tập đoàn có tiềm năng hay không? Cái thế giới này người ta có mua hay không? Có sử dụng hay không? Có trả tiền cho tập đoàn hay không? Có ai hợp tác đầu tư vào tập đoàn này hay không? Đấy, em quan tâm đến những cái đó. Tập đoàn có vi phạm pháp luật ở trên toàn thế giới hay không? Có vi phạm pháp luật ở Việt Nam hay không? Đó. Em quan tâm đến những cái đấy, rất quan tâm. Nếu mà tập đoàn nào vi phạm ở Việt Nam á, vi phạm pháp luật ở Việt Nam á, cho tiền trả lên đây đâu, chứ đừng bảo lên đây mà chia sẻ kiểu không công như thế này. Nếu mà tập đoàn này mà vi phạm pháp luật ở Việt Nam á thì mọi người có cho tiền bảo em lên đây em chia sẻ em trả lên, vi phạm pháp luật lên đây chia sẻ thì người ta bắt người ta bỏ tù à, dở à? Có đúng không ạ? Thế thì khi mình thấy là không vi phạm pháp luật mà rất nhiều người lại hiểu nhầm sang là tập đoàn vi phạm pháp luật thì mình mới cần phải lên đây mà chia sẻ chứ, có đúng chưa? Cảm ơn chị Cấn Thị Mai Hoa nhá. À, Lê Huyền may mắn. À, chào anh, cảm ơn Lê Huyền may mắn, cảm ơn chị Tú Quyên. À, Lê Huyền may mắn tên hay thế. À, gì nhỉ, thứ điều không 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 hiểu, viết cái từ mai thử mọi thứ đều không. À, không hiểu cái từ của Hiếu Hoan nhá. À, càng tìm hiểu về tập đoàn VT thì em mới thấy được là rất 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 nhiều người vì không hiểu những cái từ ngữ ở Việt Nam mà vì những cái từ ngữ hiểu nhầm đó đánh mất cơ hội. Nào thì là đa cấp này, nào thì là biến tướng này, nào thì cảnh báo này. Trời ơi, cảnh báo nó khác hoàn toàn với nghiêm cấm, cảnh báo nó khác hoàn toàn với lại vi phạm pháp luật, có đúng chưa? Rồi lại đa cấp. À, đa cấp thế nào là đa cấp, rồi lại đa cấp biến tướng. À, lại thế nào là đa cấp không biến tướng, với thế nào là đa cấp biến tướng. Đấy, chính vì những cái hiểu nhầm đó, chính vì những cái bị thao túng từ ngữ đó, thao túng từ ngữ. Mọi người ạ, có phải rằng chúng ta nghe đến đa cấp thì có đến đời ông nội của em Lai cũng sợ, đời bố của em Lai cũng sợ, đời em Lai cũng sợ thì mai mốt đời con em Lai cũng sợ. Nghe đến đa cấp là rất là sợ, nhưng đâu có biết là thế nào là đa cấp, thế nào là đa cấp không biến tướng, thế nào là đa cấp biến tướng, đâu có biết thế nào là đa cấp đâu, có hiểu đâu. Cho nên là sợ, nghe đến đa cấp là sợ thôi. Đó. Chứ đừng nói đến làm, đừng nói đến tìm hiểu. Giờ em làm mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, hy vọng UST mang lại cho cuộc sống ba mẹ con mấy năm tới sẽ ổn định anh ạ. À, cảm ơn Đinh Thùy. Đinh Thùy này hình như quê ở Vĩnh Phúc đúng không nhỉ? Hình như cũng có lần anh em mình giao lưu với nhau rồi đúng không? À, chúc mừng em nhé, có cổ phần UST rồi là tuyệt vời.
Cảm ơn chị Nguyễn Hợp. Chào em tỷ phú Trung Lai. Lê Huyền may mắn. Cảm ơn chị Nguyễn Hợp. Cảm ơn Lê Huyền may mắn. Có lấy mỗi người chúng ta hãy cố gắng sở hữu cho mình cái lượng cổ phần nhiều nhất có thể. Vì em tin chắc chắn rằng cái thế giới này sẽ tranh nhau. Cả cái thế giới này họ sẽ tranh nhau cổ phần của tập đoàn VT. Tại sao mà họ tranh nhau là vì thế này này mọi người. Vì cái hệ sinh thái của tập đoàn VT nó quá lớn. Nó quá lớn mọi người ạ. Hệ sinh thái của tập đoàn VT nó quá lớn. Nào thì là xây dựng. Đúng không ạ? Xây dựng. Các thành phố tuyến tính. Cả cái thế giới này có cần nhà để ở hay không? Rất cần. Rất cần. Đó. Công nghệ xây dựng các thành phố tuyến tính của VT, nếu như mọi người đã tìm hiểu, mọi người mới thấy là chúng ta có thể xây nhà ở mọi địa hình, ở sa mạc, ở rừng núi, ở vùng sâu vùng xa, ở ngoài biển vẫn có thể xây nhà được. Và chúng ta có thể là đi làm cách nhà khoảng 300 km, tức là cái chỗ ở và chỗ làm việc 300 km, cách nhau 300 km. Vì sao ạ? Vì tàu tàu 500 km trên giờ thì 1 tiếng đồng hồ nó đi được 500 km, vậy đi 30 phút thì nó được 250 km, có đúng chưa? 30 phút gần 250 km rồi. Vậy thì cái nhà của chúng ta ở nó cách khu làm việc là 300 km thì chúng ta vẫn là sáng đi làm bình thường, trưa vẫn ăn cơm ở nhà cũng được, chiều đi làm, tối tối lại ăn cơm ở nhà. Đấy, tức là cái khu ở và cái khu làm việc cách nhau 300 km, chúng ta vẫn sáng đi tối về, sáng đi trưa về, trưa đi chiều về, vẫn ok, an toàn, nhanh, không tắc đường, không ô nhiễm môi trường, không tai nạn giao thông. Đấy, được chưa? Công nghệ xây dựng các thành phố tuyến tính này, rồi công nghệ tàu siêu tốc 1.250 km trên giờ, được chưa? Công nghệ Speedway, công nghệ kính chân không, công nghệ mùn vi sinh, công nghệ cầu cảng biển, còn rất nhiều những cái thứ công nghệ khác nữa. Nếu mà chúng ta ngồi để mà tính tiền về cái tập đoàn này thì xin thưa với mọi người, em Lai chắc không đủ mà năng lực để tính đâu. Vì ông chủ tịch Anatoly ông ấy có gần 200 cái bằng phát minh sáng chế cơ mọi người ạ. Gần 200 cái bằng phát minh sáng chế, thì mỗi cái bằng phát minh sáng chế đó nó có thể thành lập một cái doanh nghiệp, thành lập một cái tập đoàn. Nhiều tiền lắm. Và cả thế giới này người ta sẽ nhảy vào trong cái tập đoàn này. Tất cả những cái doanh nghiệp lớn ở trên cái thế giới này, người ta có cần hợp đồng không? Có cần công ăn việc làm không? Người ta có cần hợp tác lâu dài hay không? Xin thưa là rất cần. Rất cần. Được chưa? Vậy thì cả thế giới này người ta sử dụng công nghệ của tập đoàn VT, hợp tác với tập đoàn VT, trong khi đó chúng ta là những người nắm giữ cổ phần gốc, chúng ta là những người đồng chủ sở hữu tập đoàn, nói ngắn gọn là chúng ta là chủ tập đoàn đấy, chúng ta là những ông chủ đấy, những bà chủ của tập đoàn này đấy. Cả thế giới này người ta vừa là khách hàng sử dụng sản phẩm của tập đoàn VT và người ta cũng là công nhân đi làm việc cho tập đoàn VT. Và chúng ta gì ạ? Được hưởng lợi đấy. Đó. Ngày hôm nay chúng ta may mắn được góp vốn vào đây. Họ đang yên đang lành được góp vốn vào cái tập đoàn lớn nhất thế giới, trong khi đó là cổ phần lại rẻ hơn cả rau muống. Sướng không? Quá sướng. Nhiều lúc em nói chia sẻ với mọi người như thế này, nếu tập đoàn này huy động vốn á, 1 đô trên một cổ phần em vẫn góp vốn. 1 đô nó chỉ khoảng 25.000 thôi. Đúng không ạ? Cái hãng xe Tesla nó có cái gì? Nó sản xuất được có mỗi cái ô tô điện thì có cái gì đâu, mà lúc cao điểm nó cũng lên đến 1.000 đô trên một cổ phiếu. Đúng chưa? Xe Tesla đấy. Sản xuất được có mỗi ô tô điện thôi, được chưa? Mà lúc cao điểm 1.000 đô một cổ phiếu. Và nhiều lần chia tách thì nó xuống 500 đô, rồi nó xuống 250 đô. Ngày hôm nay thì nó cũng nằm ở cái ngưỡng khoảng 200 đô một cổ phiếu. Được chưa? Trong khi đó một cái tập đoàn VT của chúng ta là sản xuất được ô tô điện có này, ô tô cho người bình thường có này, ô tô cho người khuyết tật có này, ô tô đầu kéo rơ móc có này, container đấy có này, được chưa? Rồi máy bay điện có này, tàu điện này, tàu chở người này, tàu container, tàu chở hàng này, kính thưa các loại. Rồi công nghệ Speedway này, xin thưa với mọi người, nhiều lúc em ngồi em nghĩ thế này này, mai mốt mọi người đừng lo thiếu tiền, mà mai mốt mọi người phải nghĩ ngược là sống được bao nhiêu trăm năm mà ăn hết cái tiền chia cổ tức, với lại giàu có giúp được bao nhiêu người xung quanh mình giàu hay không. Đấy mọi người ạ, đừng lo thiếu tiền.
biết đến tập đoàn VST này, mọi người đừng lo thiếu tiền, hãy nghĩ đến câu chuyện là thừa tiền làm cái gì ấy. Đấy, chị em biết đến VST này, em chưa sợ thiếu tiền đâu mọi người, chưa bao giờ sợ thiếu tiền. À, em chào anh Trung Lai, cảm ơn Út Hiệu. Nói tóm lại là điều sợ nhất là mất tiền hết, mất tiền thì kiếm lại, sợ gì mất cơ hội mới khó lấy lại thôi. Cảm ơn Quang Thiết, cảm ơn chị Mùng Thị Ẩn. Mùng Thị Ẩn, không biết có ai em chưa chào không, nếu mà có ai mà em chưa chào thì mọi người thông cảm cho em nhá. Cảm ơn Trần Ngọc Bích nhá. À, mến chào anh Lai, cảm ơn Trần Ngọc Bích. À, chúc cho tất cả các anh chị em của chúng mình nhá, có năm 2024 vạn sự như ý. Đấy, vạn sự như ý, đặc biệt là đại thành công, nắm giữ được thật nhiều cổ phần của tập đoàn VT và chia sẻ lan tỏa cái cơ hội này cho nhiều người xung quanh chúng ta biết được. Đấy, nếu như ai đó đang làm đối tác thì hãy phát huy một cách hiệu quả nhất, hãy làm với hết cả sức mình đi, vì chúng ta chỉ có một lần duy nhất ở trong đời để làm cái việc này thôi. Đấy, có một lần duy nhất thôi, và cơ hội thì thời gian nó không còn nhiều nữa đâu. Đấy, có cho nhau thì cho nhau ngày hôm nay đi, khi còn có cơ hội để mà góp vốn, còn có cơ hội để mà sở hữu cổ phần gốc thì cho nhau lúc này. Đấy, cho nhau khi mà nó còn cơ hội, chứ đến lúc mà tập đoàn nghỉ huy động vốn rồi ấy, là không cho nhau được đâu. Những người có tiền chưa chắc đã dám bỏ tiền ra để mua cổ phần của tập đoàn đâu mọi người ạ. Em lấy ví dụ nhá, lên sàn mà nó 10 đô á, ai đó định sở hữu 100 ngàn cổ phần VST á, bỏ ra 1 triệu đô, bỏ ra 25 tỷ. Có 25 tỷ để bỏ ra hay không? Mà có 25 tỷ có dám bỏ ra để mà mua 100 nghìn cổ phần VST hay không? Đúng chưa? Đấy, không đơn giản đâu. Đấy, 25 tỷ nó to lắm đấy chứ không phải là đơn giản đâu mọi người ạ. Giả sử ai có tiền bỏ ra 25 tỷ mua 100 ngàn cổ phần VST đi, rồi ngồi chờ chia cổ tức, bao giờ thì gỡ lại được 25 tỷ? Đấy nó mới là câu chuyện, đấy nó mới là câu hỏi. Chứ đâu phải là cứ có tiền mà sướng đâu. À, có tiền mà mua được 100 ngàn cổ phần được ha? Bỏ ra 1 triệu đô 25 tỷ mua rồi ngồi đấy chờ, chia một năm được bao nhiêu? Chia một năm được bao nhiêu? Gỡ lại được 25 tỷ. Khó lắm thì đơn giản đâu. Ví dụ một năm 10% đi, thế thì phải mất bao nhiêu năm? 10 năm. Đấy, còn nếu mà mỗi năm mà được 15% thì cũng phải mất 6 năm. Hơn 6 năm thì mới gỡ lại được cái tiền mình đầu tư ra. Đấy, trong khi đó ngày hôm nay nó rẻ như xin ấy. À, đúng không ạ? Rẻ như xin ấy. Chúng ta mua cổ phiếu á, chúng ta không được trả góp đâu. Nhưng mà chúng ta mua cổ phần ngày hôm nay, chúng ta sở hữu cổ phần ngày hôm nay, chúng ta được trả góp. Chúng ta trả góp những gói nhỏ thì góp 5 tháng, những gói VIP lớn từ 20.000 đô trở lên chúng ta được góp 10 tháng. Sướng thế còn gì nữa. Nào, mọi người nghĩ xem có đúng không? Quá sướng thì còn gì nữa. Rồi nó còn có những cái sướng hơn, đó là những người nghèo khổ cũng có cơ hội. Những người mà chỉ có một vài triệu tiền lẻ thôi cũng có cơ hội để làm giàu. Những người ngày hôm nay kể cả không có một xu dính túi vẫn có cơ hội làm giàu. Những người quá tuổi lao động vẫn có cơ hội làm giàu. Những người mà bị khuyết tật vẫn có cơ hội làm giàu. Những người bị gọi là gì? Mất sức lao động vẫn có cơ hội làm giàu. Những người chưa đến tuổi lao động vẫn có cơ hội để làm giàu. Những người bể nợ, phá sản, không có tiền, không biết chữ, điếc, cầm, mù vẫn có cơ hội để làm giàu với cái tập đoàn này. Đúng không ạ? Nào, mọi người thử nghĩ xem có còn cơ hội nào tốt hơn hay không? Không còn cơ hội nào tốt hơn hay không đâu. Được chưa? Đấy, mọi người thử nghĩ mà xem công việc truyền thống bây giờ, kể cả mà có đi ô xin, đi quét rác hay đi đâu đi cũng nữa, phải có tí sức khỏe mới xin được việc. Có tí tuổi đời mà mới xin được việc, chứ quá tuổi người ta cũng không nhận đâu. Ví dụ như 70, 75 mà giờ mình xin đi trông xe người ta không nhận đâu. À, xin đi làm bảo vệ người ta không nhận đâu. À, xin đi làm ô xin không nhận luôn. À, chứ không phải là cứ ấy mà xin được đâu mọi người. Cho nên là thôi, đây là cơ hội này quá tốt rồi. Không còn cơ hội nào tốt hơn nữa đâu. À, cảm ơn Đỗ Tình. À, cảm ơn cô Bình Bùi. Cảm ơn em Bùi Đức Hạnh. Cảm ơn Trần Khánh Diamond. Đó. Dù sao đi chăng nữa thì rất nhiều người họ chưa tin, họ chưa hiểu, họ chưa quan tâm, họ chưa tham gia. Thì chúng ta những người biết, chúng ta có cơ hội. Chúng ta là những người may mắn, những người dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Được chưa?
Chứ là nếu mà cơ hội mà lại cứ ra được cả 100 triệu dân Việt Nam ai thấy tốt rồi, ai cũng thấy ngon ăn rồi, thì lấy đâu được gọi là cơ hội? Phải là số đông chưa hiểu, chưa biết, chưa tin, chưa quan tâm, chưa làm thì nó mới gọi là cơ hội, đúng chưa? Đấy, thế thì ngày hôm nay chúng ta đôi lúc chúng ta cần phải cảm ơn chính mình, cảm ơn cái sự may mắn của mỗi con người chúng ta. Đấy, em like lên đây livestream là cũng vì thế đấy, cảm ơn cái sự may mắn. Nếu như em like không may mắn á, được chưa, thì em like chả đón nhận được cơ hội này đâu. Vì người chia sẻ cho em like là một cái người xa lạ, quen ở trên Facebook. Đấy, được chưa? Đôi lúc chúng ta cần phải có may mắn chứ không phải cứ tài giỏi mà được đâu. Phải dám nghĩ nữa, phải dám làm nữa, phải dám mơ ước nữa. Có những rất nhiều người cũng kinh doanh ở trên mạng, đầu tư ở trên mạng rồi các thứ bị lừa mất khối tiền ở trên mạng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Xong đến lúc ra biết đến cơ hội này thì người ta sợ, không dám đầu tư, không dám tham gia. Đấy. Cũng có rất nhiều người ta bị lừa nhiều lần rồi, người ta sợ, không dám tham gia. Đấy. Nhưng mà em like thì em like tham mưu cho mọi người như thế này. Nếu như chúng ta nhiều lần kinh doanh, đầu tư thất bại thì chúng ta cũng hãy mở lòng mình ra, hãy cho phép bản thân mình ngã thì đứng dậy, ngã thì đứng dậy, ngã lần thứ 5 thì đứng dậy lần thứ 6, ngã lần thứ 10 thì đứng lên lần thứ 11, ngã lần thứ 100 thì đứng lên lần thứ 101. Chúng ta không được quyền bỏ cuộc. Đó. Người chiến thắng là không bao giờ bỏ cuộc, được chưa? Người thành công là không bao giờ bỏ cuộc, và người bỏ cuộc thì chắc chắn là sẽ không bao giờ thành công, được chưa? Một cơ hội tốt như thế này mà chúng ta có thể bỏ qua được thì xin thưa với mọi người, kiếm tiền tỷ nó đâu có dễ, không dễ một chút nào đâu. 40 năm đi làm công nhân viên mới có khoảng 5 tỷ. 40 năm đi làm công nhân viên mới có khoảng 5 tỷ. Đấy, em cứ cho mọi người là lương tháng 20 triệu đi. 20 triệu thì ăn tiêu mất 10 triệu còn dư 10 triệu. Một năm 12 tháng dư 120. 10 năm dư tỷ 2. 20 năm dư 2 tỷ 4. 40 năm dư 4 tỷ 8. Em cộng tròn cho thành 5 tỷ đấy. Nào, đúng chưa? Thế thì có phải là đi làm 40 năm mới có được cái tài sản là 5 tỷ cộng với cái sổ lương hưu, 40 năm đến lúc nghỉ hưu 60 tuổi em cho mọi người sống thêm 40 năm nữa là bao nhiêu? Là 100 năm. Chết, hết phim. Mời đồng bào về nghỉ, không có được chia cái gì nữa nhá. Hết phim. Được chưa? Mỗi một năm lại được 120 nữa. Lương hưu trung bình tháng 10 triệu. À, một năm 12 tháng 120 lại được 5 tỷ nữa, lại được 4 tỷ 8 em cộng tròn 5 tỷ. Thế thì cả cuộc đời là coi như 10 tỷ. Hết. Hết nhá. Nhưng nếu như ai đó có 100.000 cổ phần UST thôi, em không nói 200 nữa mà nói 100 thôi, 100.000 cổ phần UST thôi, mọi người đã có bao nhiêu? 2 tỷ rưỡi. 2 tỷ rưỡi, được chưa? 2 tỷ rưỡi nhá. Mà mọi người thử tính xem, nếu chia lợi nhuận một năm 10% trên một năm thì có phải là một năm được chia 250? 250. 250 chia cho 12 tháng, mỗi tháng 20 triệu. Bằng hai cái sổ hưu chưa? Mà chia hết đời mình, chia sang đời con mình, chia sang đời cháu mình, chia sang đời chắt mình, bao nhiêu năm? Nó không lên đến 150 năm à? 200 năm này à? Chưa hết tài sản tập đoàn nó phát triển thì cổ phiếu của chúng ta nó tăng giá, tập đoàn phát triển thì lợi nhuận được nhiều hơn, được chia cổ tức nhiều hơn. Thế thì em hỏi mọi người, 100.000 cổ phần, tại sao chúng ta không dám thử? Phải dám thử chứ, đúng không ạ? Ta cứ bảo chồng em không cho tham gia, với lại cứ bảo bố mẹ em không cho tham gia, lại cứ bảo các con em nó không cho tham gia. Người ta chưa hiểu lấy gì bảo người ta tham gia, có đúng chưa? Bao giờ người ta hiểu á, không cảm được đâu. Bao giờ mà người ta hiểu được đòn bẩy IPO là gì, bao giờ người ta hiểu được là cổ tức là gì, bao giờ người ta hiểu là đầu tư giá trị là gì, đúng không ạ? Bao giờ người ta hiểu được đòn bẩy IPO, người ta phải hiểu được chứ. Khi mà người ta hiểu rồi thì nó không ngăn cản được đâu. Đấy, giống như em Lai này, hiểu rồi là không ai ngăn cản được đâu. Đấy, càng nói càng đầu tư nhiều, càng ai chê mọi người chê càng đầu tư nhiều. Được chưa? À, cảm ơn Nguyễn Thính, à, cảm ơn Phùng Hường. Cảm ơn anh Hồ Cường. À, lên sàn bằng VinFast là thắng to rồi. À, cảm ơn anh Hồ Cường. Đấy, anh Hồ Cường này là quê ở Huế, nhưng mà anh Hồ Cường đang bảo là lên sàn cũng phải là mấy chục đô đấy. Anh Hồ Cường có lên giao lưu với em Lai tí không nhỉ, anh Hồ Cường nhỉ? Thế nào mà bao nhiêu lần mời anh lên, chả lần nào anh lên được, có hôm lên thì lại không có cam.
Em mời lại xem nhá. Không thể để mời khách tham gia. Ồ, Facebook của anh Hồ Cường bị làm sao rồi anh Hồ Cường ạ? Nhiều lần em mời anh lên mà không lên được luôn á. Facebook của anh bị làm sao rồi ấy? Sẽ đến lúc người Việt Nam chúng ta có tiền không mua được cổ phần của tập đoàn này đâu mọi người ạ. Nhà giàu có tiền không mua được, chưa nói đến là trung lưu, chưa nói đến là những người người nghèo. Những người giàu ấy mà có tiền không mua được, không mua được đâu mọi người. Thế giới này họ sẽ tranh nhau cổ phần của tập đoàn VT này. Vì sao? Vì cả thế giới này người ta cần phát triển không? Rất cần phát triển. Nền kinh tế của đất nước nào thì họ cũng cũng cần phát triển. Được chưa? Nền kinh tế nào thì cần phát triển. Giao thông phát triển, hạ tầng phát triển, đô thị phát triển, công nghiệp phát triển, nông nghiệp phát triển, đúng không ạ? Rất rất nhiều thứ cần phát triển. Và công nghệ VT là công nghệ đi đầu. Hệ sinh thái của tập đoàn VT toàn những là công nghệ đi đầu. Toàn đi đầu luôn mọi người. Mùn vi sinh à, tiên dược của đất, mùn Utera tiên dược của đất, được chưa? Tăng năng suất lên đến bao nhiêu? 50%. Tăng năng suất của nông nghiệp lên 50%. Đấy, và chuẩn bị ở Việt Nam chúng ta sẽ có nhà máy sản xuất mùn vi sinh. Đó, có thể mai mốt người dân Việt Nam chúng ta sẽ được hưởng lợi điều đó rất là nhiều. Người nông dân Việt Nam chúng ta sẽ được hưởng lợi. Đó, mùn vi sinh. Đó, một cái trữ lượng tiềm năng mang lại cái nguồn tiền rất là lớn. Lớn hơn cả là khai thác dầu mỏ. Mọi người chứ mọi người đừng có tưởng nhiều tiền lắm. Còn cái công nghệ giao thông thì đương nhiên là sẽ nhiều tiền. Chắc chắn là sẽ nhiều tiền. Ông chủ tịch Antonio ông đã tính rồi. À, thế kỷ 21 này cái thế giới này cần khoảng bao nhiêu? 20 triệu 20 triệu km đường giao thông của UST. Em tính cho mọi người xem 20 triệu nó khoảng bao nhiêu tiền nhá, em quy ra đô nó nhiều tiền lắm, em tính nhẩm không ra được đâu. Nhân cơ mới được. Đây, tính luôn. 20 triệu km đường nhân 10 triệu đô 1 km thôi, không cần nhân nhiều đâu. Này ra 200.000 tỷ đô. 5 cộng với 9 là 14, số 0 cộng số 2. Nè, riêng tiền mà để mà công nghệ UST đấy, riêng tiền công nghệ giao thông nhá. 200.000 tỷ, 200.000 tỷ đô. 200.000 tỷ đô. Nhiều tiền lắm chứ mọi người. Đấy. Mà cái này là sử dụng trong nguyên một thế kỷ 21. Riêng mảng công nghệ giao thông 200.000 tỷ đô, nhiều tiền khủng khiếp luôn. Mọi người ạ. Nhưng mà đâu đã hết, công nghệ của tập đoàn có gần 200 cái bằng phát minh sáng chế cơ mà. Chứ đâu phải chỉ tính mỗi cái phần này, còn phải tính cả mun vi sinh vào trong đấy nữa chứ, còn phải tính cả kính chân không vào đấy nữa chứ, còn phải tính cả motor điện, còn phải tính cả là công nghệ Space, công nghệ vũ trụ, công nghệ xây dựng các thành phố tiên tính và rất rất nhiều những công nghệ khác nữa. Cộng tiền vào xong bắt đầu mới chia ra. Đã cộng hết các nguồn tiền vào, mà chia ra lấy cái tiền đó lợi nhuận ra, nộp thuế đi, trừ chi phí đi, trả công nhân viên đi, nộp thuế đi, rồi bắt đầu lấy lợi nhuận ra chia cho những nhà đầu tư nắm giữ cổ phần như chúng ta. Cho nên là em mới tâm huyết như thế, chứ còn nếu mà không thấy tiềm năng thì tâm huyết làm gì. Nó quá nhiều tiền mà khi biết đến UST này em nghĩ là không tiêu hết tiền đâu. Từ lúc mà biết đến UST này em không có lo thiếu tiền đâu. Không biết có ai giống em hay không, nhưng mà ở đây mà ví dụ mọi người thử thử cho em hỏi dò mọi người xem nhé. Từ lúc mà mọi người biết đến UST đến giờ có ai mà sợ thiếu tiền hay không? Nếu mà mọi người mà thấy là nhiều tiền thì mọi người bấm giúp em số 9 đi. Đấy, mọi người thấy mà thấy bảo UST rất là nhiều tiền, có thể mang lại cho mọi người rất rất nhiều tiền, mọi người bấm số 9 đi. Được chưa? À, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em chào cả nhà mình, cảm ơn Lê Quý. À, lo nước ba xe, lỡ nước ba xe đành bỏ phí. Cảm ơn anh Hồ Cường. Nếu ai sở hữu 1 triệu cổ phần VT thì anh rời nữa cũng không sợ nghèo, ba đời nữa cũng không sợ nghèo. À, cảm ơn Quang Thiết, cảm ơn Nguyễn Ngọc. Em chào anh Trung Lai nhé. À, cảm ơn Nguyễn Ngọc rất nhiều, cảm ơn chị Anh Chi. À, mọi người cảm ơn mọi người đã bấm giúp em like số 9. Từ lúc mà biết đến UST
tên này ấy, em nghĩ mọi người ạ, em chưa bao giờ em sợ là thiếu tiền đâu, được chưa? Chưa bao giờ sợ thiếu tiền. Vì câu chuyện đấy mọi người ạ, mọi người tưởng tượng đi mà xem, cứ tưởng tượng thôi, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy nhiều tiền rồi. 1 triệu cổ phần là có ngay bao nhiêu tài sản đối ứng bằng 1 triệu đô, 25 tỷ. Ôi trời ơi, đi làm mà công gì hết, công việc mà truyền thống có dám ước mơ mình có 25 tỷ không? Khó lắm chứ đâu có dễ kiếm 25 tỷ. Nếu mà làm công việc truyền thống để mà có được 25 tỷ khó lắm, cực kỳ khó luôn. À, kinh doanh sản xuất cái gì, vốn bao nhiêu, thời gian bao lâu để có được 25 tỷ lợi nhuận, không đơn giản đâu mọi người đấy. Thế nhưng mà khi chúng ta sở hữu 1 triệu cổ phần thì chúng ta đã có ngay cho mình một cái tài sản bé nhất là 25 tỷ Việt Nam đồng đấy. Thế lên sàn 10 đô thì có phải có 250 tỷ không? Sở hữu 1 triệu cổ phần là dám mơ ngay là mình có 250 tỷ, đúng chưa? Lên sàn 10 đô là câu chuyện bình thường mà. Thế thì giờ giả sử không lên sàn được 10 đô đi, chỉ lên sàn được 5 đô thôi, thì 250 tỷ chia đôi thì có phải là 175 tỷ không? Đấy. Thế thì chỉ có triệu cổ phần thôi là cái câu chuyện là mình không lo thiếu tiền nữa rồi đấy, đúng chưa? Đấy, thậm chí là nhiều buổi livestream em live chia sẻ với mọi người rồi, mọi người sợ mất á, thì mọi người chỉ cần 200.000 cổ phần thôi là mọi người đã đủ giàu rồi. 200.000 cổ phần thôi là mọi người có tài sản bao nhiêu? 200.000 đô. Tài sản bé nhất tại tối hôm nay là 5 tỷ Việt Nam đồng. Lên sàn 10 đô thì có phải lại có 50 tỷ không? Nếu mà lên sàn 20 đô thì lại có 100 tỷ. Đấy, 10 đô là có 50 tỷ. Vậy thì lên sàn giả sử chỉ 5 đô thôi thì 50 tỷ chia đôi ra chúng ta vẫn có 25 tỷ. 25 tỷ mà tiền chia cổ tức hàng năm 10% trên 1 năm thì 1 năm nhận về 2 tỷ rưỡi tiền cổ tức. 2 tỷ rưỡi tiền cổ tức chia cho 12 tháng thì có phải mỗi tháng có khoảng 200 triệu không? Thế thì có còn lo chết đói không? Không. Đúng không ạ? Không lo chết đói. Có đúng không? Thao một tiền mà tiêu thì tất nhiên là thôi, nhà mà đã bằng 10 người và 200 triệu thì mỗi tháng mỗi người có 20 triệu thì cũng không phải là thuộc cái diện giàu có lắm, nhưng mà thôi được rồi, thế là cũng ngon lành rồi mọi người. Có còn hơn không, đúng không ạ? Cảm ơn anh Trần Tám. Xin chào em like chia sẻ năng lượng quá. Cảm ơn anh Trần Tám, đại gia Cà Mau nhá. Cảm ơn Hoàng Hằng. Em chào anh like. Cảm ơn Hoàng Hằng. Cảm ơn chị Đắc Long. Cảm ơn chị Nguyễn Thị My. Cảm ơn Ngân Giang. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Thế thì từ lúc biết đến UST này á, em bán ô tô đi, em sở hữu cổ phần, mà em vui giống như kiểu mình đang đi cái xe gọi là gì nhỉ, đang đi siêu xe. Nó giống cảm giác nó sung sướng lắm mọi người. Cảm giác giống như mình là giờ mình là thuộc cái diện là cá mập và kiểu như vậy. Tưởng mình giống như là một gì nhỉ, một doanh nhân thành đạt luôn đấy mọi người. Khi mà chúng ta có 1 triệu cổ phần UST này này, mọi người có tin không ạ? Có thể còn hơn cả một doanh nhân thành đạt mà người ta phải làm cả đời chưa chắc đã có được 1 triệu cổ phần này đâu. Chưa chắc đã có được đâu. Nào giờ em hỏi mọi người nhá, ai đó người ta dành cả đời 40 năm làm doanh nhân đi, người ta kinh doanh, người ta sản xuất đi, người ta làm ông chủ đi, người ta có tài sản khoảng 100 tỷ đi. 100 tỷ nó chỉ có bao nhiêu? 4 triệu đô. Có 4 triệu đô thôi, chứ có nhiều đâu. Được chưa? Nhưng nếu như mà thằng Lai, thằng Lo Phương nó sở hữu 1 triệu cổ phần, lên sàn 10 đô cái nó có 10 triệu đô, nó có bao nhiêu? 10 triệu đô 250 tỷ, được chưa? Nhưng câu chuyện nó chưa dừng ở đây. Tiền chia cổ tức hàng năm nó mới nhiều, cộng lại nó mới nhiều, nó mới khủng khiếp. 250 tỷ, nếu như 10% tiền cổ tức hàng năm thì mỗi năm nhận 25 tỷ, đúng không ạ? 25 tỷ nhiều tiền lắm chứ đâu có ít. Mọi người thử nghĩ xem, 25 tỷ nó nhiều lắm, tiền chia mà nhìn 25 tỷ nó nhiều lắm. Và tập đoàn nó phát triển, nó lại tăng lên, tập đoàn phát triển lại tăng lên, năm sau lại được chia nhiều hơn năm trước. Nhiều tiền lắm, khủng khiếp luôn. Có thể là đi làm cả đời á, doanh nhân đi làm cả đời á, không có được cái khối tài sản thế đâu. À, không biết tại sao trên cái màn hình của em nó lại có cái đỏ đỏ thế này nhỉ? Em chào Loa Phường nhé, chào cả nhà UST. Cảm ơn Bùi Anh. Em chào anh Lai.
Xem chú Lai tràn đầy năng lượng. Cảm ơn chị Nguyễn Thị My. À, chưa biết đến UST thì 100 triệu thấy rất khó kiếm. Nhưng biết đến UST rồi thì thấy tiền tỷ nó rất đơn giản. Đúng rồi. Tuyệt vời. Cảm ơn em Quang Thiết. Khi mà chưa biết UST, em nói nghiêm túc luôn. Nhiều người Việt Nam chúng ta cả cuộc đời không dám mơ mình có tiền tỷ đâu. Nhiều người Việt Nam chúng ta cả cuộc đời không bao giờ dám ước mơ mình có tiền tỷ. Em khẳng định luôn. Vì sao mà không dám mơ? Vì nếu như mình đi làm một tháng 10 triệu thì chúng ta chỉ để dư ra được khoảng 3 triệu một tháng thôi. Em cứ cho mọi người là giỏi tiết kiệm đi. Nào mọi người tiết kiệm được một tháng 5 triệu đi. Thì một năm 12 tháng mọi người mới tiết kiệm được có 60 triệu. Đúng chưa? 60 triệu. Một năm tiết kiệm được 60 triệu thì 10 năm mới được 600 triệu. Đấy. 20 năm mới được tiết kiệm được tỷ 2. À, đúng không ạ? Cho nên là nhiều người không dám mơ là vì như thế. Vì đi làm 10 năm, 5 năm có thấy dư đồng nào đâu, khéo còn nợ. Thế thì làm sao mà dám mơ là tôi có tiền tỷ được. Thế nhưng mà biết đến UST này, mọi người chỉ cần nhẹ một cái thôi là mọi người có tiền tỷ rồi đấy. Được chưa? Nhẹ một cái thôi là có tiền tỷ rồi. À, chỉ gật đầu một cái là có tiền tỷ rồi. À, em ơi, em đầu tư cái này có mất nhiều tiền, có tốn nhiều tiền không? À, ví dụ như chị đầu tư 1.000 đô được không? Hay chị đầu tư 500 đô được không? Hay là chị chỉ có 3 triệu thôi đầu tư được không? Dám đặt câu hỏi ra chứ, phải dám thử chứ, phải dám mơ ước, dám hành động thì mới có được chứ. Đặt ra câu hỏi là tại sao cô Phan Lịch cô sẵn sàng bán nhà đi, bán đất đi, sẵn sàng dịch chuyển tài sản đi để cô sở hữu vài chục triệu cổ phần. Tại sao có những nhà đầu tư người ta sẵn sàng đầu tư một lúc vài tỷ, vài chục tỷ, người ta dám đầu tư? Tại sao có những người người ta dám bỏ tiền ra 5.000 đô, 4.000 đô, người ta đi sang tập đoàn để người ta khảo sát, người ta sang đến nơi để người ta thẩm định xem đây có phải là tập đoàn có thật hay không, để người ta quay về Việt Nam người ta đầu tư tiền tỷ, tiền nhiều tỷ. Còn chúng ta biết đến thì chúng ta sợ, rất nhiều người sợ. Vậy thì sợ, thế thì nghèo là đúng rồi. Và còn có một cái câu đó là nghèo bền vững thì em chưa thấy ai nghèo bền vững cả. Nghèo thì nó sống trong lo âu chứ làm sao mà bền vững được. À, nhà em nghèo đây em biết chứ, sợ lắm. Thù cái nghèo luôn mọi người ạ. Sợ cực kỳ luôn, sợ hơn cả là sợ. Không biết sợ cái gì nữa mọi. Cho nên biết đến cơ hội là phải nắm thật chặt, không buông. Ăn cũng nghĩ đến cổ phần, ngủ cũng nghĩ đến cổ phần, tắm cũng nghĩ đến cổ phần, phải nghĩ đến cổ phần. Và cũng tiếc thời gian nó trôi qua, tiếc lắm. Từ năm 2016, mà tại sao đến tận năm 2022 em mới biết nhỉ? Tại sao không biết năm 2017 đi, hay là 18 đi, hay là 19 đi, hay là 20 đi, mà đến tận năm 2022. Tiếc cực kỳ luôn mọi người ạ, rất tiếc luôn. Nếu mà em mà biết năm 2019-20 chắc giờ này chắc ngon lành lắm rồi, khủng lắm rồi. Nhưng mà không sao. Đấy, em nhiều lần em chia sẻ với mọi người rồi. Nếu chỉ lo cho bản thân mình và những người xung quanh của mình 2 triệu cổ phần, chắc phải lo gì nữa. Được chưa? 2 triệu cổ phần vô tư, 2 triệu cổ phần vào trong nhóm 1% giàu có nhất cái thế giới này rồi, vô tư. Đấy, cái đấy là nói nghiêm túc luôn, không có phải là nổ đâu, không phải là bánh chém gió đâu, nói thật luôn đấy. 2 triệu cổ phần thôi là vào nhóm 1% giàu có nhất cái thế giới này rồi. 2 triệu cổ phần lên sàn 10 đô có phải là 20 triệu đô? 20 triệu đô là nó bao nhiêu? 500 tỷ. 500 tỷ Việt Nam đồng. Đúng không ạ? Nếu lên sàn chỉ 5 đô thôi thì 500 tỷ chia đôi đi cũng được 250 tỷ. Úi dồi ôi, càng ăn càng không hết, càng tiêu càng không hết. Ăn chưa hết thì tiền chia cổ tức nó lại trả về rồi. Tiêu chưa hết thì lại tiền cổ tức lại trả về rồi. Đúng không ạ? Ăn không hết đâu mọi người ạ. Và lúc đó tiền không hết thì bắt đầu mang đi đầu tư tiếp, tái đầu tư tiếp. Đấy nó gọi là lãi suất kép. Lãi mẹ, đẻ lãi con, đẻ lãi cháu, đẻ lãi chắt. Lại càng nhiều đầu tư lại càng lại mang lại lợi nhuận. Vì có kiến thức đầu tư, có kiến thức quản lý tài chính. Thế thì đầu tư lại thắng, thắng thì lại ăn không hết. Nó lại đẻ ra một đống. Đúng chưa? Đấy, câu chuyện nó chỉ đơn giản thế thôi. Quan trọng là chúng ta may mắn hơn những người chưa biết đến cơ hội này.
May mắn hơn những người chưa hiểu cơ hội này, may mắn hơn những người chưa hành động, chưa làm, chỉ thế thôi. Chị em lai bình thường lắm, em lai cũng chỉ là người bình thường thôi, chứ có phải là một thánh thần gì đâu. Cũng đâu phải ông nọ bà kia đâu, có phải là học đại học, cao học hay là tiến sĩ, giáo sư gì đâu. Em cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng mà em chịu khó mày mò tìm hiểu. Nghe bà đài báo nói thì mình nhảy vào phân tích, chứng minh. Đấy, phân tích chứng minh đã xem là nói có đúng không. Hình ảnh lấy ở đâu, tư liệu lấy ở đâu, nguồn lấy ở đâu. Đấy, ví dụ người ta nói là vi phạm pháp luật, hay là người ta nói cảnh báo đó, thì mình phải đặt ra câu hỏi là cảnh báo là thế nào, cảnh báo nó khác nghiêm cấm là thế nào, đúng không? Cảnh báo thì nó không phải là nghiêm cấm. Cảnh báo thì gần như chúng ta suốt ngày chúng ta đi đâu chúng ta gặp cảnh báo. Chỗ cột điện cao thế nó cũng có chữ cảnh báo, đúng chưa? Những cung đường nguy hiểm, đúng không ạ? Sườn núi, sườn dốc, xuống vực, cầu cống, nó có cái biển cảnh báo nguy hiểm. Và còn rất nhiều nơi nó có cái biển cảnh báo. Để làm cái gì? Để cho con người ta cẩn thận. Ta chỉ được đơn giản như thế thôi. Đấy. Và chúng ta đọc báo, chúng ta nghe đài, chúng ta tìm nguồn thông tin thì chúng ta cần phải hiểu được nguồn thông tin. Chứ còn nếu mà không ấy, chúng ta sẽ bị thao túng. Thao túng thông tin. Mà khi chúng ta bị thao túng thông tin rồi thì chúng ta sẽ không phân biệt được cái nào là tốt, cái nào là chưa tốt. Cái nào là thật, cái nào là giả. Cái nào là cái vi phạm pháp luật và cái nào là cái không vi phạm pháp luật. Đơn giản có thế thôi. Chúng ta hãy đặt ra câu hỏi là nếu như tập đoàn này nó không có thật, nó có tồn tại được 10 năm hay không, đúng không ạ? Nếu tập đoàn này không tốt thì tỷ phú Elon Musk người ta có mua sản phẩm của tập đoàn này hay không? Tập đoàn này nó không tốt thì quốc vương Dubai có đầu tư vào tập đoàn này hay không? Có mang công nghệ của tập đoàn với tên này đi quảng cáo trên toàn thế giới hay không? Tập đoàn này nó có tốt hay không mà ông Putin ông đầu tư vào? Tập đoàn này có tốt hay không mà đất nước Nga người ta sử dụng công nghệ của tập đoàn này? Rồi đất nước Trung Quốc 1 tỷ tư dân người ta hợp tác với tập đoàn. Rồi đất nước Ấn Độ cũng 1 tỷ tư dân người ta hợp tác với tập đoàn. Mình đặt ra câu hỏi chỉ cần chục cái câu hỏi như thế thôi. Không cần nhiều. Chục câu hỏi như thế thôi là được rồi. Chúng ta không thể giỏi hơn ông Putin được đâu. Chúng ta không giỏi hơn được ông quốc vương Dubai được đâu. Chúng ta cũng không thể giỏi hơn được tỷ phú Elon Musk được đâu. Đừng mang kiến thức của chúng ta ra để so với những người vĩ nhân như thế. Được chưa? Đơn giản hóa đi, đơn giản hóa đi, được chưa? Đơn giản hóa đi. Người ta quốc vương Dubai người ta còn tin này, ông Putin tổng thống Nga còn tin này, đất nước Ấn Độ người ta còn tin này, bên đất nước Mỹ người ta còn tin này, tỷ phú Elon Musk người giàu nhất thế giới người ta còn tin này, người ta còn mua sản phẩm của tập đoàn. Vậy chúng ta là gì? Chúng ta có hơn là người ta không mà ngồi phán xét và chê và khinh? Nếu chúng ta phán xét chê khinh thì chúng ta là người mất cơ hội chứ chả phải là họ. Chúng ta phán xét, chúng ta bỏ qua cơ hội thì chúng ta nhường cơ hội của chúng ta cho người khác. Thế thì mai mốt chúng ta mất cơ hội rồi thì chúng ta ngồi chúng ta than thân trách phận, chúng ta đổ lỗi. Chúng ta bảo ôi dồi ôi đen ngày xưa tại tivi, tại đài báo, tại chồng em, tại con em không cho em tham gia, tại vợ em, tại bị không? Tại ngày xưa lúc ấy em không có tiền, trăm cái lý do, nghìn cái lý do. Nhưng đã bao giờ đặt ra một câu hỏi đó là chú Lai Loa Phường chú nói có đúng hay không? Nếu tôi có 200.000 cổ phần thì tôi sống đến 200 tuổi tôi có ăn hết hay không thì mọi người phải tự trả lời. Phải tự trả lời thì mọi người mới hiểu được. Ví dụ 200.000 cổ phần thôi, lên sàn bao nhiêu? 5 đô, 5 đô thôi, chưa cần nhiều, 5 đô thôi. 200.000 cổ phần lên sàn 5 đô thì mọi người có tài sản là 1 triệu đô, tương đương với 25 tỷ. Nếu một năm mà chúng ta được chia tiền cổ tức mỗi một năm 10% trên một năm thì chúng ta sẽ nhận về 2 tỷ rưỡi tiền chia cổ tức. 2 tỷ rưỡi mà chia cho 12 tháng thì mỗi tháng khoảng 200 triệu. 200 triệu mà một cái gia đình khoảng 10 người thì đầu tiên là không chết đói. Đấy, 200 triệu chia cho 10 mỗi người tháng 20. Gọi là cũng tạm được. Được chưa? Cũng gọi là tạm được rồi. Đấy, em tính cái bài toán là ai cũng có thể làm được. Đấy. Cái bài toán mà mọi người mà anh nào đang đi làm phụ hồ cũng làm được. Cô nào đang đi làm giúp việc cũng làm được. Những người đang đi làm công chức nhà nước hay là công viên ở đâu đó một tháng khoảng từ 3 đến 7 triệu cũng có thể tiết kiệm cho mình để sở hữu cho mình 200.000 cổ phần được.
Những người đang đi làm lao động phổ thông, lao động tự do, công nhân khu công nghiệp cũng có thể lo cho mình 200 ngàn cổ phần được. Những người thất nghiệp cũng có thể lo cho mình 200 ngàn cổ phần được. Những người nông dân chân lấm tay bùn cũng có thể lo cho mình 200 ngàn cổ phần được. Được chưa? Và lo ngày hôm nay nhưng mà chúng ta lại được xài 3, 4, 5 đời cơ. Lo ngày hôm nay, đời mình ăn hết thì cho đời con ăn hết thì cho đời cháu ăn hết thì cho đời chắc, nhiều đời sau. Vậy có xứng đáng để cho mình quan tâm không? Có xứng đáng để cho mình sở hữu không? Chắc chắn nó phải xứng đáng chứ. Đúng không ạ? Chúng ta sẵn sàng là đầu tư nào thì trồng cây này rồi nuôi con kia, rồi đầu tư kinh doanh sản xuất truyền thống. Đúng không ạ? Cũng gọi là be bét, cũng vỡ nợ, cũng phá sản, cũng lỗ, cũng mất tiền. Thậm chí là đầu tư nhiều lần. Vậy đây chúng ta đầu tư có một lần thôi mà chúng ta thu hoạch nhiều đời. Mà chúng ta không quan tâm thì chúng ta quan tâm cái gì? Nào, nuôi một vụ cua cũng phải là thu hoạch hết thì lại phải nuôi vụ thứ hai. Nuôi tôm thì cũng thu hoạch hết lại nuôi vụ thứ hai. Nuôi gà, nuôi vịt, nuôi lợn, nuôi trâu, nuôi bò thì cũng thế. Đầu tư xong thì thu hoạch hết lại phải nuôi tiếp, lại phải mua giống về lại nuôi tiếp. Thì mới có thu. Nhưng mà vẫn rủi ro. Đúng không ạ? Trồng cà phê, trồng tiêu điều, trồng khoai, rồi cây lúa, rồi trồng ngô, trồng lạc, trồng đậu. Đúng không ạ? Bao giờ cho giàu được? Thì mình phải thiết kế thêm một tí nữa chứ. Đúng không ạ? Phải thiết kế thêm. Không có được 10 triệu cổ phần thì có 5 triệu, không có 5 triệu thì có 3 triệu. Không có 3 triệu thì có 2 triệu, không có 2 triệu thì có 1 triệu. Không có 1 triệu thì có 700 nghìn cũng được. Không có 700 nghìn thì 500. Nhưng mà bét nhất cái đất nước Việt Nam này thì cũng phải có 200 nghìn cổ phần. Biết đến UST mà không thành triệu phú đô la là lỗi của mọi người đấy, chứ không phải lỗi của thằng Lai đâu. Đừng có đổ lỗi cho đài báo TV. Đừng có đổ lỗi cho người thân của mình. Đừng có đổ lỗi cho anh em bà con dòng họ. Đừng có đổ lỗi cho những người đồng nghiệp của mình. Họ không có trách nhiệm. Phải là đẩy cho chúng ta làm giàu. Họ cũng không có trách nhiệm kéo chúng ta lại. Không có trách nhiệm gì cả mọi người. Chúng ta phải có trách nhiệm cho mình. Chúng ta phải là gì? Chúng ta phải xây ước mơ cho mình. Mình phải là cái người chịu trách nhiệm với cái cuộc đời của mình. Mình đầu tư ai hưởng? Mình hưởng. Mình ai được chia cổ tức? Mình được chia. Ai mất tiền? Mình mất. Ai được tiền? Mình được. Đúng không? Thế thì mình phải đi xây ước mơ cho mình chứ. Chứ tại sao mình lại phải đi hỏi người này hỏi người kia? Nếu mà chúng ta đi hỏi mà người ta không có cổ phần, người ta không biết cổ phần, người ta không biết thế nào là cổ phiếu. Mà em khẳng định luôn, 10 người đi hỏi thì 9 người là gặp những người không biết đâu. Vì nếu như người ta biết ấy, thì người ta là sẽ là cái người chủ động, người ta đi tìm rồi. Nếu mà người ta đã hiểu được câu chuyện là người ta đầu tư 1.000 đô mà người ta đối ứng bằng mấy chục ngàn cổ phần. Mai mốt lên sàn là 10 đô, 5 đô, 20 đô. Người ta chỉ cần hiểu đơn giản như thế thôi thì cứ mà khỏi tìm hiểu, đầu tư đăng ký luôn. Đấy là cái người hiểu rồi, khỏi cần tìm hiểu đâu em ạ. Chỉ cần hỏi là em ơi tập đoàn có cái gì ấy? Tập đoàn kinh doanh cái gì, sản xuất cái gì? Đấy, ông chủ sáng lập tập đoàn này ở đâu? Có cấp phép hay không? Có vi phạm pháp luật hay không? Đấy người ta hiểu đơn giản thế thôi là người ta đầu tư rồi đấy. Còn đây có những người ngâm Nga nào thì 4, 5 năm rồi 6, 7 năm, 2, 3 năm thì ngâm cứu vừa thôi chứ. Đúng không ạ? Các cụ bảo rồi, à gì? Sởi lởi thì chơi, cởi cho mà cứ do do thì chơi, co lại. Mình phải cho đi, phải dám cho đi, phải dám đầu tư. Gieo cái gì thì gặt cái nấy à, giờ phải mua ít hạt bầu về thì trồng bầu, thì thu hoạch bầu. Mua ít ngô về, trồng ngô, thu hoạch ngô. Nuôi đàn gà, đàn vịt thì mua con gà, con vịt về nuôi thì thu gà, thu vịt. Giờ đầu tư cổ phần thì mai mốt mới có cái mà thu cổ tức chứ. Có đúng chưa? Đấy, đầu tư cổ phần thì mai mốt chúng ta mới được chia cổ tức. Mà nếu chia theo năm ấy, thì một năm chia một lần. Còn nếu mà chia theo quý thì một năm chia bốn lần. Đấy. 100 triệu dân. Ai có cổ phần UST này là nằm ở trong cái nhóm nhỏ lắm. Đấy. Tổng số 100 triệu dân Việt Nam chúng ta tính đến thời điểm này có 7,3 triệu tài khoản đầu tư cổ phần, cổ phiếu, chứng khoán. Nhưng trong số 7,3 triệu tài khoản đó tương đương với 7%, 7,3% dân số Việt Nam. Tỷ lệ có kiến thức quản lý đầu tư tài chính rất ít. Ít hơn 30%.
Vậy có nghĩa là 7321 nó khoảng 2 triệu. 2 triệu nhà đầu tư là có kiến thức gọi là tạm tạm. Thế là em xin nhắc nhấn mạnh là kiến thức tạm tạm thôi. Vì sao mà em nói điều đó? Vì ở đất nước Việt Nam chúng ta những nhà đầu tư vào cổ phần cổ phiếu của FLC đây bị lừa mất bao nhiêu tiền đây, chứng tỏ là các ông không có kiến thức. Không có kiến thức. Không có kiến thức mọi người. Vì các ông không có kiến thức cho nên các ông là thấy người ta đầu tư không cứ nhảy vào các ông đầu tư. Các ông có thấy người ta đi cái xe siêu xe 5-6-70 tỷ, các ông tưởng là công ty nó to có thật, các ông ném tiền vào ông đầu tư thế chả mất tiền, đúng chưa? Nếu như các ông có kiến thức thì ông phân tích tập đoàn này kinh doanh cái gì, sản xuất cái gì, lợi nhuận bao nhiêu một năm, bán được bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu, nó ra con số chứ, đúng không? Vì các ông không có kiến thức cho nên không biết phân tích. Mà khi các ông đã không biết phân tích rồi thì các ông ném tiền đầu tư thì nó không mất ở chỗ này thì nó ra chỗ khác nó cũng mất. Đấy, nó chỉ có đơn giản có thế thôi. Còn về tập đoàn VT, em xin thưa với mọi người, cả thế giới này người ta đầu tư vào toàn những là cơ quan chính phủ thôi mọi người. Toàn những là cơ quan chính phủ và các cơ quan đầu ngành, doanh nghiệp đầu ngành. Đất nước nào thì cũng có vài doanh nghiệp đầu ngành. Đầu tư với VT này em chưa bao giờ em có một giây lo lắng nghi ngờ cả. Chưa bao giờ em có một giây lo lắng nghi ngờ cả. Hơn 2 năm nay chưa bao giờ có một giây lo lắng nghi ngờ cả. Mà em chỉ luôn luôn cảm thấy tiếc thôi. Tiếc vì mình biết muộn thôi. Tiếc vì mình biết ngay đúng lúc đầu Covid thôi. Cũng đúng là lúc mình khó khăn nhất. Nếu như không phải lúc khó khăn thì giờ cũng sở hữu cả vài trăm triệu cổ phần rồi cũng nên mọi người. Đấy, nhưng mà không sao cả. Lọt sàng thì xuống nia. Người dân Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều người may mắn biết đến và sở hữu được cổ phần của tập đoàn này. Đấy là vui rồi. Chứ bản thân em Lai hay là rất nhiều người ở trong cộng đồng FT Việt Nam này, họ không tiêu hết tiền đâu, nhưng họ thấy công nghệ này tốt cho nên họ sở hữu nhiều cổ phần đấy. Họ sở hữu để cho chính người thân của mình, họ sở hữu để cho cộng đồng người dân Việt Nam đấy mọi người. Ví dụ cổ phần Lịch đấy, có mấy chục triệu cổ phần. Cũng có rất nhiều người, chứ không phải chỉ cả đất nước Việt Nam chỉ có một mình cổ phần Lịch đâu. Mọi người, bản thân em Lai cũng thế mà. Em Lai cũng chia sẻ với anh chị em cô chú mình rồi. Nếu chỉ lo cho bản thân mình á, 1-2 triệu cổ phần là đủ rồi đấy. Sống 300 năm không ăn hết, không tiêu hết. Không ăn tiêu hết đâu, đố mà ăn tiêu được hết đấy. Nào, được chưa? Khi mà có kiến thức quản lý tài chính rồi á, thì sẽ không bị đầu tư vào những cái ma, cái vớ va vớ vẩn mất tiền. Đấy, khi có kiến thức quản lý tài chính đầu tư rồi á, thì lại nhìn ra những tập đoàn tốt, công ty tốt, sản phẩm tốt và tránh được rủi ro, đúng không ạ? Đấy là kiến thức quản lý đấy, kiến thức đầu tư đấy, được chưa? Chứ không phải là chúng ta nghe TV đài báo nói ở công ty này công ty kia thấy mấy ông đăng cái gì cầu vai lên đây, mấy ông có cái đồ huy chương ngực ở đây công tác bao nhiêu năm rồi đưa lên xong đầu tư theo các ông ấy hả? Xong là giống như bất động sản Nhật Nam nha, giống như là sông Đào Hòa Bình nha, không làm ăn kiểu đấy. Đấy, em làm ăn không làm kiểu đấy được đâu, được chưa? Con cứ mang mấy cái ông ấy công tác bao nhiêu năm ra để con đầu tư dở người, chẳng mất tiền, chẳng mất hàng trăm hàng nghìn người chẳng đầu tư và chẳng mất tiền. Mình phải xem thông tin cho nó chuẩn chứ, bới móc thông tin ra, được chưa? Không tin ai hết ở đời này là không có tin ai hết, mình phải tự bới thông tin ra. Bao giờ còn nghi ngờ, phải bới ra bằng được. Đấy, giống như là nãy em nói đấy. Ví dụ thằng ai nó nói là báo Mỹ thì báo nào, rồi nói thì nói bao giờ. Đấy, mình phải mang thông tin ra phải chứng minh chứ, đúng không ạ? Hay là giờ bảo tỷ phú Elon Musk mua sản phẩm của tập đoàn VT là mua cái gì, mua bao giờ? Đấy, mà đặt câu hỏi phản biện ra thì nó mới ra thông tin, được chưa? Rồi nói về tập đoàn VT này, nào thì sản xuất là một vi sinh, có một vi sinh hay không? Rồi bảo là tăng năng suất lên 50% thì có hay không? Ở Việt Nam chúng ta có rồi đấy, chứng minh rồi đấy. Sản phẩm chứng minh ở miền Tây Nguyên có, ở miền Bắc có, tăng năng suất lên 50%. Đấy, em lấy ví dụ nha, một xào ớt Bắc Bộ nếu như canh tác theo cái quy trình cũ đó là đạm lân kali hay là phân gì hữu cơ, đã canh tác theo cái mô hình cũ thì ví dụ một xào Bắc Bộ thu 1 tấn ớt, nhưng sử dụng cái mùn vi sinh Utera của UNT của chúng ta thì nó tăng lên là 1,5 tấn. Có phải là tăng lên 50% năng suất không ạ? Vậy em hỏi mọi người là một xào Bắc Bộ mà nó tăng lên 500 ký thì
cả cái đất nước Việt Nam này nó tăng lên bao nhiêu? Đúng không? Trồng lúa nó tăng lên này, trồng dưa tăng lên này, trồng đậu tăng lên này, trồng ngô tăng lên này, trồng vừng tăng lên này, trồng cà phê tăng lên này, trồng tiêu điều tăng lên này. Tóm lại là nông sản trồng cái gì thì nó tăng lên, năng suất nó tăng lên 50%. Nó ra một đống tiền, nhiều tiền lắm chứ. Đúng không? Nhiều tiền chứ. Mà đấy em mới chỉ nói ở đất nước Việt Nam. Nhưng sản phẩm Monutre sẽ bán đi trên toàn thế giới cơ mà. Vậy chúng ta sẽ nhiều tiền là đúng rồi. Chúng ta sử dụng sở hữu cổ phần UFT là chúng ta nhiều tiền là đúng rồi. Không không cãi được. Chứ không cãi được. Đấy. Và câu chuyện là cả thế giới này, các nhà đầu tư ở trên thế giới này, người ta sẽ tranh nhau cổ phần, cổ phiếu UFT. Là vì thế, người ta sẽ nhìn thấy câu chuyện tiềm năng. Người Việt Nam chúng ta còn nhìn thấy, thì đương nhiên là người thế giới người ta sẽ nhìn thấy. Vì người thế giới người ta phát triển trước chúng ta, người ta lại có nhiều tiền hơn chúng ta. Đúng không ạ? Người ta là đất nước phát triển thì người ta phải khôn hơn mình người ta mới phát triển chứ. Đúng không? Phát triển là người ta nhờ cái gì? Nhờ khoa học, nhờ công nghệ. Đấy, nhờ khoa học, nhờ công nghệ thì nó mới phát triển được. Nó nhờ vào những cái phát minh sáng chế thì nó mới thành công nghiệp phát triển. Khi nó phát công công nghiệp phát triển rồi thì nó mới giàu có. Nó khôn hơn mình chứ. Đúng không Thế giới người ta biết đầu tư cổ phần, cổ phiếu, chứng khoán cách đây 200 năm rồi. 200 năm rồi. Việt Nam chúng ta mới khoảng 20 năm. Được chưa? Thế giới người ta biết đầu tư cổ phần, cổ phiếu, chứng khoán này 200 năm rồi. Còn Việt Nam chúng ta mới có 20 năm. Đấy. Mọi người ạ. Tại sao? Người ta phải phát triển trước chúng ta chứ. Đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ mới gọi là chỉ thoát, chứ không biết được là thoát được lạc hậu chưa, nhưng mà chưa thoát được cái ngưỡng thu nhập trung bình đâu. Chưa thoát được ngưỡng thu nhập trung bình. Bao giờ vượt qua được cái ngưỡng là 4.100 đô thì mới gọi là vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình. Mà tính ra giả sử được 4.100 đô đi thì quy ra tiền một tháng được có bao nhiêu tiền đâu. 4.000 chứ được 4.000 đô thì mới được có 100 triệu. 100 triệu chia cho 12 tháng, mỗi tháng mới có 8 triệu chi nhiêu. Không ăn thua, còn nghèo lắm. Đấy, nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy câu chuyện đó thì chúng ta lại làm giàu được. Tại sao? Vì chúng ta nhìn thấy câu chuyện đó thì chúng ta mới hiểu được là khi chúng ta nắm giữ cổ phần đấy thì chúng ta được dùng đòn bẩy IPO. Chúng ta được chia lợi nhuận cùng với một cái tập đoàn khổng lồ. Tập đoàn khổng lồ. Đúng không ạ? Chúng ta có thể được chia nhiều năm, hết đời mình, hết đời con mình, hết đời cháu mình. Đấy nó mới là cái câu chuyện để chúng ta làm giàu. Đấy mới là câu chuyện là dùng đòn bẩy thời gian của người khác, sức khỏe của người khác, trí tuệ của người khác. Chứ còn nếu mà cứ lấy sức của mình ra để mà đi thi với lại con trâu, mới lại đi lấy sức sức khỏe thời gian của mình ra để mà đi thi với motor, đi thi với cái máy cày ấy, thì chúng ta làm sẽ cả đời sẽ không được bao nhiêu tiền đâu. Mọi người thử nghĩ xem nó có đúng không? Bao nhiêu người nông dân ở cái đất nước Việt Nam chúng ta giàu lên vì chúng ta làm chăm chỉ. Bao nhiêu người công nhân ở cái đất nước Việt Nam chúng ta giàu lên vì làm chăm chỉ. Bao nhiêu người? Được chưa? Những người giàu là những người người ta làm chủ công nghệ, người ta sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Hoặc những người giàu là người ta có được đời ông, đời cha người ta giàu sẵn rồi. Đúng không? Người ta được thừa kế, được chuyển giao từ cái đời ông đời cha để lại. Cho nên là nắm giữ cổ phần doanh nghiệp là một cái đòn bẩy rất là lớn giúp chúng ta trở trở thành những người phi thường, biến chúng ta từ những người bình thường trở thành những người phi thường, biến chúng ta từ những người bình thường trở thành những người phi thường. Em xin thưa luôn với mọi người chứ, một vài chục triệu, giả sử từ 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu đến 50 triệu mọi người kinh doanh sản xuất truyền thống, mọi người làm cái gì mà trong vòng 3 năm nữa mọi người có tài sản 3 tỷ? Khó lắm. Nếu mà kinh doanh sản xuất truyền thống. Đấy, em cứ thử nghĩ, mọi người thử nghĩ cái câu em nói mà xem nào, mọi người có 50 triệu đi. Nào. Giả sử kinh doanh truyền thống, sản xuất truyền thống, mọi người kinh doanh kiểu gì? Sản xuất kiểu gì mà 3 năm nữa mọi người có tài sản 3 tỷ? Và có thu nhập một tháng, thu nhập thụ động khoảng 30 triệu một tháng. Khó lắm. Nếu mà mọi người giải quyết được bài toán đó thì không cần phải đi xuất khẩu lao động. Nếu mọi người giải quyết được bài toán đó thì cũng không cần phải đi xin việc ở cái doanh nghiệp nào, tổ chức nào. Đúng chưa? Nếu mọi người giải quyết được
bài toán đó thì không cần phải đi vào khu công nghiệp để làm. Đúng chưa? 50 triệu mà 3 năm nữa có tài sản 3 tỷ, có thu nhập thụ động một tháng khoảng 30 triệu. Không dễ đâu. Không làm nó khó lắm đấy chứ không phải đơn giản đâu. À, được chưa? Nhưng nếu như mọi người sở hữu 100-200 ngàn cổ phần UST thì câu chuyện đó nó quá đơn giản rồi còn gì nữa. Đúng chưa? 200 ngàn cổ phần UST là có tài sản bé nhất 5 tỷ. 5 tỷ. Bé nhất 5 tỷ, lên sàn 10 đô có 50 tỷ, lên sàn 5 đô có 25 tỷ. Thôi, tính 1 đô thôi, chưa cần lên sàn, tính 1 đô thôi. Có bao nhiêu? 5 tỷ. 5 tỷ một năm chia cổ tức 10% của 5 tỷ là 500 triệu. 500 triệu chia cho 12 tháng, mỗi tháng vẫn có bao nhiêu? Hơn 40 triệu, đúng không? 40 triệu. 500 triệu, hơn 40 triệu. 500 triệu chia cho 12 tháng, mỗi tháng hơn 40 triệu. À, đơn giản chưa? Quá đơn giản đúng không ạ? Quá đơn giản. À, có 200.000 cổ phần thôi là có tài sản 5 tỷ. Lại bao nhiêu? Tiền chiêu cổ tức bao nhiêu? 40 triệu một tháng. Rồi chia hết đời mình, ăn hết đến lúc già tắc thở rồi cho con mình, cho cháu mình, cho chắt mình, cho nhiều đời sau của chúng ta nữa. Thế thì có phải là nó rẻ? Quá rẻ rồi còn gì nữa. Còn kia mà đi làm còng lưng ra 3-40 năm ấy, đến lúc mà hưu xong, có cái sổ hưu xong bắt đầu tắt thở cái, thế là ngày mai hết chia, thế là ra đi cái là chân tay không, thế là ở lại cũng chân tay không luôn. Còn đây mà ra đi rồi, con cháu nó được chia cổ tức, nó được chia cổ tức, mỗi lần nó nhận tiền chia cổ tức về nó thấy tiền nó sung sướng lên, nó đi chợ nó trái cây ngon nó mua cho mình, hoa thơm nó mua cho mình, thậm chí là nó nhiều tiền quá một tháng nó mua cho 4-5 lần, đúng không? Có đúng chưa? Có đúng chưa? Mọi người thử nghĩ xem có đúng không? Nào được chia cổ tức nhiều thế có phải con cháu nó sướng không? Nó đi ra ngân hàng nó rút tiền về nó tiêu nó sướng. Nó sướng thì nó vui thì nó mới ghé chợ nó mua trái cây ngon nó mới được cúng, tại vì nó cúng xong nó ăn chứ ai ăn. Hoa thì nó mua hoa đẹp, hoa thơm thì nó mua, nó ngửi chứ ai ngửi. Thì nó chẳng mua đúng không? Nhưng mà nó lại được cái tiếng. Đúng không? Mua mua đồ về cúng ông, mua đồ về cúng bà, mua về cúng bố, mua về cúng mẹ. Thế có phải sướng không ạ? Có phải đúng không ạ? Nhưng mà làm đó sổ hưu đi xong mai mốt đấy, ra đi cái chân tay không, cái thế là người đi cũng chân tay không, còn người ở lại cũng chân tay không. Thế thì lúc mà nó mà làm ăn mà nó có thì nó còn mua, mà nó không có thì nó khỏi cúng đâu. Có đúng chưa? Đấy, đấy là em nói nghiêm túc mọi người nhá. Cái đấy là nói thật luôn đấy mọi người. Đấy, nói nghiêm túc luôn. Cho nên là đừng ai bảo với em là tôi không có cổ phần UST. Ngày xưa tôi nghe chú Lai Lai Chim mà tôi không có cổ phần UST, tôi vẫn tiếc lắm. Chồng tôi không cho tôi tham gia, rồi vợ tôi không cho tôi tham gia, con tôi không cho tôi tham gia. Không nghe những cái từ đấy. Em không tin những cái từ đấy. À, đừng có ai bảo em là tôi không có 1.2 triệu để khởi nghiệp. Phải làm chứ, cơ hội nó đến với chúng ta. Phải may mắn lắm, chúng ta mới biết đến. Phải may mắn lắm mới có người chia sẻ vào nghe kênh Loa Phường. Phải có duyên, có phúc, có đức lắm mới biết đến kênh Loa Phường này. Và biết đến kênh Loa Phường này mà không có cổ phần UST, không giàu là lỗi do mọi người. Chứ đừng có đổ lỗi cho em Lai. Được chưa? Sản phẩm có thật, con người có thật, không vi phạm pháp luật. Đừng có kiếm cớ gì để bảo là tôi không có tiền, chồng tôi ngăn cản, con tôi ngăn cản, chồng tôi ngăn cản. Đợt này anh khó khăn lắm, chị khó khăn lắm. Khó khăn là mọi người khó khăn nhiều chục triệu, nhiều trăm triệu, nhiều tỷ. Khó khăn là khó khăn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, chứ không ai khó khăn 6 tháng hay 1 năm cả. Em lên đây live stream là hơn 2 năm rồi. Đừng lấy từ khó khăn. Đấy, nếu mọi người không dám đầu tư, không nắm giữ cổ phần là do mọi người thiếu kiến thức. Do thiếu kiến thức thì nghe thông tin đài báo cũng không tin, nghe thằng live cũng không tin, nghe người khác cũng không tin, không tin ai. Nếu những người có kiến thức thì chả cần nghe đài báo, vì người ta có kiến thức rồi. Cần gì phải nghe đài báo nữa. Người ta có kiến thức, người ta chứng minh được là tôi không cần nghe đài báo. Tôi tin, đây là cái tốt, đúng không ạ? Đâu bắt buộc phải nghe đài báo, nó còn TikTok này, nó còn YouTube này. Đúng chưa? Nó còn nhiều cái kênh mạng xã hội nữa chứ bắt buộc không phải nghe đài báo à? Không cần. Được chưa? Đúng chưa? Và lại cũng nhiều lần em có chia sẻ thế này này. Nếu mà nghe đài báo mà làm giàu được á, thì cần chó gì phải đi học đại học với cao đẳng làm cái gì? Đúng không? Cái
tiền đi học cao đẳng với đại học bao nhiêu tiền mua cho mỗi người cái tivi 5 triệu. Xem tivi nó nói công ty nào tốt thì vào đấy mà làm. Xem tivi nói công ty nào tốt thì vào đấy mà đầu tư. Được chưa? Đấy là em hay nói những cái câu như thế. Tại sao mà em nói như thế là vì đôi lúc trong cuộc sống chúng ta cần có những cái góc nhìn đa chiều. Không bênh tivi đài báo, không ghét bỏ tivi đài báo, nhưng mà chúng ta vẫn phải là chúng ta phải có cái góc nhìn thật là đa chiều. Đúng không ạ? Không thiên vị cho một bên nào. Chúng ta sẽ bảo vệ cái sự thật. Không cần phải nói tốt về tập đoàn VT nhưng cũng không nói láo về tập đoàn VT, không chê tập đoàn VT. Tập đoàn có cái gì nói cái đấy. Sản phẩm có cái gì vượt trội, nói vượt trội. Sản phẩm có cái gì giá rẻ, nói giá rẻ. Có thi công nhanh, nói thi công nhanh. Đó, đâu cần phải thổi phồng lên. Đúng không ạ? Không cần phải thổi phồng. Đây là tập đoàn có thật. Có thật. Đấy, em chỉ quan tâm đến thế thôi. Có thật, không vi phạm pháp luật. Tất cả những người tham gia vào đều được hưởng lợi. Kể cả những người không tham gia vào vẫn được hưởng lợi. Đấy, mọi người. Đấy thì tối nay em live tối nay là em phát live stream, là tối nay có vẻ là nó hơi bị thiếu năng lượng một tí. Vì có thể là chiều nay em uống ít nước quá, là hơi khàn cổ. Cho nên là hẹn mọi người là tối ngày mai, 19 giờ tối ngày mai. Em lại lên live stream. Chúc cho tất cả anh chị em của chúng mình có một buổi tối vui vẻ. Ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Đặc biệt là trong năm 2024 này có thể là năm cuối cùng của cuộc đời làm kinh tế. Cho nên chúng ta hãy tập trung vào, dành thật nhiều thời gian vào, quan tâm vào và chia sẻ, nói với những người xung quanh chúng ta. Có muốn giàu không? Có muốn làm giàu không thì hãy tìm hiểu tập đoàn VT này, vì đây là cơ hội cuối cùng. Được chưa? Nói với họ, họ có ghét, họ khinh, họ cười, họ chê, mặc kệ họ, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng nói với họ một lần. Được chưa? Nói với họ một lần. Đấy, để cho họ biết đến cơ hội, mai mốt giàu lên họ không trách chúng ta được. Không trách thằng Loa Phường, không trách chị Dương Hà, không trách cô Phan Lịch, không trách chúng ta. Không đến lúc mai mốt người ta lại bảo ôi dồi ôi, ngày xưa ngon thế mà không bảo em với. Ngon thế mà lại không bảo chị với. Mai mốt không trách được. Cho nên là em cứ phát live stream như thế này. Bạn bè, bà con, dòng họ gì của em like là đấy, em cứ phát lên như thế này. Thì mai mốt ấy, người ta không trách mình. Gửi thông tin thì một vài lần thôi chứ ai mà gửi suốt ngày, tuần, có tuần, tháng, có năm được. Không gửi thế. Được chưa? Cho người khác cái người ta cần. Có muốn giàu không? Thì tìm hiểu đi. Sợ làm giàu, sợ mất tiền thì đi chỗ khác mà đầu tư. Tin tưởng chỗ nào thì đi đến đấy mà đầu tư. Được chưa? Đấy, em ăn nói thì nó hơi vô duyên, cho nên mọi người thông cảm cho em nói nhá. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Tạm biệt.